Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2561, bùng nổ 3. La Tuệ Ninh sau khi phát thiết như bão táp thì cả người nhanh chóng bình tĩnh lại, bà ta nói khẽ chuẩn bị xe, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy con trai tôi. Triệu Quốc Cường quyết định tạm hoãn rời khỏi kinh thành, hắn và cha cùng nhau đi đón Cố Doãn Chi. Giữa Cố Doãn Chi và Triệu Vĩnh Phúc cũng đã nhiều năm chưa tâm sự. Triệu Vĩnh Phúc nói rõ ý đồ đến của mình, sau đó lấy ra ảnh chung của ba người bọn họ, nói lại chuyện cũ đã phủ đầy bụi nhiều năm trong lòng họ. Cố Doãn Chi không biết Tiết Thế Luân từng tìm Triệu Vĩnh Phúc vay tiền, nhiều năm như vậy trôi qua, Triệu Vĩnh Phúc vẫn là lần đầu nói thật tất cả với y. Triệu Vĩnh Phúc nói, bí thư Cố, tôi hôm nay đến tìm ngài, chính là muốn hỏi một chút năm đó Tiết Thế Luân đã làm. Hắn vì sao đột nhiên tìm tôi vay tiền, mà sau khi tôi cự tuyệt hắn không lâu thì hắn liền lựa chọn từ chức. Cố Doãn Chi nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, cho tới giờ tôi cũng không biết hắn từng tìm anh mượn tiền, năm đó may mà anh cự tuyệt hắn, nếu như không, anh sẽ gánh tội danh tham ô công khoản. Triệu Vĩnh Phúc gật đầu, Tiết Thế Luân chính là vì tôi cự tuyệt hắn mà ghi hận trong lòng. Cố Doãn Chi không rõ Triệu Vĩnh Phúc dùng cái gì để kết luận chuyện này. Triệu Quốc Cường ở bên cạnh nói, bác Cố, căn cứ vào điều tra hiện tại của chúng tôi thì chuyện năm đó em trai tôi bị giết có liên quan tới tập đoàn tội phạm của Tiết Thế Luân, Vương Quân Giao. Cố Doãn Chi nói, các anh muốn tìm hiểu chuyện năm đó ư, thật ra Vĩnh Phúc không nói thì tôi cũng không biết Tiết Thế Luân tìm anh xin giúp đỡ. Năm đó sau khi hắn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Đại Cô, Xuân Phong đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện, rất nhiều đồng chí bao gồm cả tôi cũng công nhận năng lực của hắn. Tôi không biết anh có còn nhớ chuyện hắn tiến vào thường ủy thành phố Lương Bắc hay không. Triệu Vĩnh Phúc nói, nhớ rõ, tôi còn nhớ lúc trước là ngài bỏ phiếu phủ quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cố Doãn Chi lạnh lùng cười nói, tôi phát hiện rất ít người nhớ rõ lúc trước để danh hắn vào thường ủy là tôi, lá phiếu phủ quyết này thì lại bị mỗi người nhớ rõ. Thật ra thực sự khiến tôi làm ra quyết định này là Tiết Lão. Sau khi Tiết Lão biết được tôi để danh hắn tiến vào thường ủy thành phố Lương Bắc, lập tức gọi điện thoại cho tôi, ông ta bảo Tiết Thế Luân vẫn chưa được thành thục, cần áp chế, phải mài giũa tính hiếu thắng của hắn. Tiết Lão cũng là một phen khổ tâm, không trải qua ma luyện thì làm sao có thể trở thành lương đống chi tài chân chính. Triệu Vĩnh Phúc nói, anh chỉ làm việc theo ý tứ của Tiết Lão, nhưng chuyện này lại khiến giữa anh và Tiết Thế Luân phát sinh ngăn cách. Cố Doãn Chi nói, bởi vì công tác mà sinh ra ngăn cách thì tôi sẽ không để ý. Huống chi bản thân loại chuyện này mà nói thì chỉ có lợi cho Tiết Thế Luân, nhưng tôi không ngờ tính tình của hắn lại cực đoan như vậy. Sau khi vấp ngã, không phải lựa chọn lặng lẽ cố gắng, tìm kiếm chỗ thiếu sót của bản thân, mà là trở nên càng thêm manh động liều lĩnh. Hắn ở một hạng mục vì quá mức tin người khác mà vấp ngã, tạo thành tổn thất rất lớn cho quốc gia. Triệu Vĩnh Phúc nói, đây là nguyên nhân có chỗ hổng tài chính 3 vạn đồng. Cố Doãn Chi gật đầu, tôi thừa nhận, tôi trong xử lý sự kiện đó không nắm tốt. Sau khi biết sự kiện đó không hề lập tức công khai, mà là cân nhắc tới chuyện có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng cho Tiết Lão. Hơn nữa tôi cảm thấy Tiết Thế Luân trong chuyện này cũng là người bị hại, cho nên tôi ra kỳ hạn cho hắn, bảo hắn tìm cách lấp lỗ hổng. Triệu Vĩnh Phúc nói, cho nên hắn tìm tới tôi, nhưng lại bị tôi cự tuyệt. Cố Doãn Chi nói, có người giúp hắn chỗ tiền này, trước kỳ hạn tôi quy định, hắn đã bồi thường tất cả tổn thất. Triệu Vĩnh Phúc gật đầu, vẻ mặt của y lộ ra có chút bối rối. Nếu Tiết Thế Luân đã lấp lỗ hổng này, vậy vì sao năm đó lại lựa chọn từ chức? Cố Doãn Chi nói, nhưng Tiết Lão vẫn biết chuyện này, người Tiết Thế Luân nghĩ tới đầu tiên là tôi, hắn cho rằng là tôi bán đứng hắn, Tiết Lão tính tình đại công vô tư, bức hắn chủ động từ chức, Tiết Thế Luân trước khi rời khỏi Đại Cô từng tìm tới văn phòng của tôi và xảy ra một hồi xung đột kịch liệt với tôi. Triệu Vĩnh Phúc thở dài nói, chuyện này anh hiển nhiên gánh oan thay cho Tiết Lão rồi. Cố Doãn Chi nói, thật ra cho dù Tiết Lão không làm ra chuyện quân pháp bất vị thân như vậy thì tôi cũng sẽ không giao trọng trách cho hắn nữa. Tiết Thế Luân quá mức háo công, hắn cho dù năm đó ở Đại Cô không xảy ra chuyện thì cũng không thể đi quá xa trên sĩ đồ. Triệu Vĩnh Phúc tràn đầy đồng cảm gật đầu. Triệu Quốc Cường nói, lòng trả thù của Tiết Thế Luân này rất mạnh, tôi hoài nghi hắn có liên quan tới án buôn lậu của Bắc Cảng, cũng có liên quan tới án mạng của em trai tôi và Giai Đồng. Cố Doãn Chi trầm ngâm một lát, thật ra tôi hôm nay đã đi gặp Tiết Thế Luân. Hai cha con Triệu Vĩnh Phúc ánh mắt đều nghiêm lại. Cố Doãn Chi nói, tôi coi như cũng vẫn hiểu Tiết Thế Luân, những chuyện phát sinh gần đây đều hoài nghi hắn cấu kết với thế lực nước ngoài, nhưng người này chắc sẽ không bán nước, anh nói hắn gây tổn hại cho lợi ích của quốc gia thì tôi tin,
anh nói hắn phạm tội buôn lậu tôi cũng tin, nhưng nói hắn phản bội quốc gia thì tôi luôn cảm thấy không có khả năng. Triệu Vĩnh Phúc nói, buôn lậu rửa tiền, những hành vi này trên thực tế đều là một loại hành vi bán đứng lợi ích quốc gia. Cố Doãn Chi nói, chúng tôi nhìn vấn đề đừng cực hạn và phiến diện, nếu như chúng ta quay lại 20 năm trước, nhìn xem sự thay đổi của Tiết Thế Luân vào 20 năm trước, ai đã ở giữa thôi động hắn, khiến hắn đi tới cảnh như hôm nay. Hai mắt Triệu Vĩnh Phúc sáng ngời, Tiêu Quốc Thành. Cố Doãn Chi gật đầu, ở trong mắt Tiết Lão vẫn luôn coi Tiêu Quốc Thành như con trai ruột của mình, ông ta vô cùng quan ái Tiêu Quốc Thành, nhưng ông ta không hề bồi dưỡng Tiêu Quốc Thành tổng chính, về sau Tiêu Quốc Thành xuống nông thôn trở thành thanh niên trí thức. Tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tiêu Quốc Thành lại quyết định ra hải ngoại. Tôi từng nói với Tiết Lão về người này, Tiết Lão giữ kín như bưng tất cả về hắn, hiện tại nghĩ lại, khoản tiền lúc trước Tiết Thế Luân có được để trả nợ rất có thể là có được từ hắn, rồi sau đó Tiết Thế Luân ra nước ngoài cũng là hắn giúp. Nếu như những năm gần đây Tiết Thế Luân vẫn luôn làm hoạt động phi pháp, như vậy bạn tốt Tiêu Quốc Thành của hắn sắm vai nhân vật gì? Triệu Vĩnh Phúc nói, Bí Thư Cố, anh định làm gì? Cố Doãn Chi nói, tôi đang chuẩn bị tài liệu, định tố cáo việc năm đó cho Trung Kỳ ủy, để bọn họ tra rõ chuyện cũ năm xưa này. Triệu Vĩnh Phúc rõ ràng lắp bắp kinh hãi, Cố Doãn Chi làm như vậy, chẳng khác nào dùng danh dự nửa đời của mình ra đánh bạc, nếu như truy cứu chuyện năm đó của Tiết Thế Luân, Cố Doãn Chi sẽ cũng mắc tội biết mà không báo. Cố Doãn Chi nói, Giai Đồng sẽ không chết một cách vô ích, tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho nó. Triệu Vĩnh Phúc ra sức gật đầu, Bí Thư Cố. Tôi có thể giúp cung cấp tài liệu, cung cấp chứng minh cho chuyện năm đó. Triệu Quốc Cường nói, quá lâu thế rồi, hai người cho rằng dùng cái này thì có thể chế trụ được Tiết Thế Luân ư. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, việc đầu tiên tôi muốn làm là khống chế hắn, hiện tại thần hồn nát thần tính, có lẽ hắn đã chuẩn bị đào tẩu, đừng quên hắn là người Mỹ gốc Hoa, một khi hắn rời khỏi đất Trung Quốc, còn muốn đối phó hắn thì rất khó. Triệu Vĩnh Phúc nhìn Cố Doãn Chi, trong lòng thầm nghĩ. Cố Doãn Chi xưa nay vẫn nổ danh xử sự trầm ổn, người như vậy sẽ không tùy tiện đánh trận không chắc thắng, có lẽ y vẫn còn có một số chứng cứ ở trong tay, nhưng y chưa nói ra. Kiều Lão cũng biết tin tức Trương Dương tử vong não, lúc ban đầu Kiều Lão không tin, cho tới lúc xác nhận từ chỗ con trai, Kiều Lão mới tin chuyện này là thật, Lão gia tử bởi vì chuyện này mà trầm mặc hơn nửa ngày, câu đầu tiên ông ta nói là, giúp tôi gọi điện thoại cho Mộng Viện. Kiều Trấn Lương gật đầu, bấm số điện thoại của con gái. Sau đó đưa điện thoại cho cha. Mộng Viện, là ông. Ông nội, nghe thấy giọng nói của ông nội, nước mắt Kiều Mộng Viện tràn mi, có điều cô ta vẫn cố kiềm nén lại. Kiều Lão nói, Mộng Viện, cháu đang ở đâu? Kiều Mộng Viện ngậm nước mắt nói, Đông Giang, Trương Dương xảy ra chuyện, cháu đang ở đây chờ tin tức. Kiều Lão nói, Mộng Viện, có gì thì cứ nói với ông nội. Kiều Mộng Viện rốt cuộc không nén được nước mắt. Cô ta cảm thấy mình đã không thể khống chế được tình tự của mình, ôm miệng rồi gác máy. Kiều Lão nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, cơ hồ trong nháy mắt ông ta đã hạ quyết tâm, an bài một chút giúp tôi muốn lập tức tới Đông Giang. Trong ánh mắt Kiều Trấn Lương tràn ngập vẻ kinh ngạc, tuy rằng Trương Dương gặp bất hạnh, nhưng với thân phận của cha không cần thiết tự mình tới đó, có điều y rất nhanh đã nghĩ thông nguyên do trong đó. Cha tới không chỉ là vì Trương Dương, cũng là vì Mộng Viện. Ông ta lo lắng cháu gái không chịu nổi cú sốc này, cho nên mới có ý muốn ngay lập tức tới Đông Giang. Chương 2562, bùng nổ 4. Kiều Trấn Lương nói, cha, hay là con đi với cha? Kiều Lão lắc đầu, không cần, anh cả ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ, nói một tiếng với Bằng Phi, bảo hắn tới Đông Giang với tôi. Kiều Trấn Lương gật đầu. Kiều Lão lại nói, chuyện của Trương Dương rốt cuộc là sao? Phải điều tra ra thật nha, một đứa nhỏ tốt như vậy không thể nói chết là chết. Kiều Trấn Lương gật đầu, lúc này di động của y đổ chuông, Kiều Trấn Lương cầm điện thoại, trong điện thoại truyền đến một giọng nói âm trầm, Bí Thư Kiều, biệt lai vô dạng. Kiều Trấn Lương hơi ngẩn ra, trong nhất thời không nghĩ ra giọng nói này mình từng nghe thấy ở đâu. Giọng nói đó tiếp tục, nhìn thấy Bí Thư Kiều nhanh như vậy đã từ trong thung lũng đi, sĩ đồ đắc ý, gia đình mỹ mãn, thực sự khiến cho người ta vui mừng. Kiều Trấn Lương lập tức cảnh giác, anh là ai? Tôi quen anh ư? Anh chưa chắc đã quen tôi, nhưng tôi biết anh, Bí Thư Kiều, xem ra anh có một trái tim đủ cường đại đấy nhỉ, có thể chịu được đả kích lớn đến vậy, đổi thành người khác thì đã sớm không gượng dậy nổi. Ngữ khí của đối phương tràn ngập vẻ trào phúng. Kiều Trấn Lương nhíu mày,
Y chậm rãi đi ra bên ngoài, bằng vào trực giác ý thức được cú điện thoại này không phải có thiện ý, người gọi điện thoại cũng không phải cố ý đùa dai, cho nên Kiều Trấn Lương không nóng lòng gác điện thoại. Ra tới bên ngoài, Kiều Trấn Lương nói khẽ, đừng vòng vo với tôi, muốn nói gì thì nói mau đi, không là tôi gác máy đấy. Có muốn biết thân thế của con gái anh hay không? Kiều Trấn Lương mặt đỏ lên, y có chút phẫn nộ, nếu như không phải vì cha đang ở đằng xa lặng lẽ chú ý tới mình thì Kiều Trấn Lương cơ hồ sẽ chửi to rồi, y vẫn khống chế tình tự của mình rất tốt, lạnh lùng nói, không nhọc anh quan tâm. Đang chuẩn bị gác điện thoại. Đối phương lại nói, đừng vội gác điện thoại, chỉ cần là người thì không ai không để ý tới loại vũ nhục này, đứa con gái anh nhất mực yêu thương không ngờ là con của vợ và người khác. Đổi thành bất kỳ ai cũng không nuốt trôi được cục tức này, anh không muốn nghe ư. Chẳng lẽ anh muốn tôi trực tiếp nói chuyện này với Kiều lão? Kiều Trấn Lương bật cười ha ha, tiếng cười của y có chút đột nhiên, khiến đối phương có chút sững sờ. Thật ra ngay cả bản thân Kiều Trấn Lương cũng không biết vì sao lại bật cười. Tiếng cười của y có lẽ là vì phẫn nộ đến cực điểm, không thể chính xác biểu đạt được tình tự của mình, hoặc là y muốn dùng tiếng cười để phá tan sự nghi ngờ của cha. Tôi nghĩ đến anh không nên cười. Kiều Trấn Lương nói, đừng quá sùng bái phán đoán của mình. Anh rất bình tĩnh, Kiều lão có được đứa con trai như anh, chắc hẳn trong lòng vô cùng an ủi, ông ta già vậy rồi, không biết có thể chịu nổi kích thích quá lớn hay không. Kiều Trấn Lương lạnh lùng nói, có gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, đừng làm những việc mờ ám. Người nọ thở dài, con gái anh họ Tiết, cha thân sinh của cô ta là Tiết Thế Luân, anh chắc biết chứ. Kiều Trấn Lương không nói gì, cơ mặt cứng đờ ra đó. Đây vẫn luôn là nỗi khổ riêng trong lòng y, vết sẹo khó khăn lắm mới khép lại, đối phương lại muốn vạch nó ra, nội tâm y đã bắt đầu nhỏ máu. Anh có lẽ hoài nghi lời nói của tôi, có điều cái này không phải vấn đề, tôi chỉ thông chi trước cho anh một tiếng, vốn tôi muốn đưa chuyện này cho báo chí, nhưng tôi sau lại nghĩ lại, truyền thông trong nước tựa hồ không ai dám đăng lời gièm pha về Kiều gia các anh, cho nên tôi đã đưa kết quả giám định gen của bọn họ cho truyền thông hải ngoại. Cũng may Kiều gia các anh ở hải ngoại được chú ý rất cao, tôi dám cam đoan, chuyện này rất nhanh sẽ trở thành tin tức đầu bảng trên các tạp chí lớn. Kiều Trấn Lương chậm rãi gật đầu, để hủy diệt danh dự của Kiều gia chúng tôi, thật là nhọc lòng. Ha ha, anh thật là chẳng phân biệt được địch ta, tôi không phải muốn bôi nhọ Kiều gia, mục đích của tôi là muốn khiến tên vương bát đản Tiết Thế Luân lộ ra bộ mặt thật của hắn, tôi là giúp anh thôi, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn lòng tốt của người ta. Hắn nói xong thì liền gác máy rất nhanh. Kiều Trấn Lương đứng ở bên ngoài, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được lời nói của đối phương, tin tức này khiến y phẫn nộ, khiến y phát cuồng, nhưng y lại không thể không khống chế tình tự của mình, chờ y xác định mình đã khôi phục lý trí, mới về phòng khách. Kiều lão nhìn lướt qua mặt y, đã nhận thấy được sự khác thường trên vẻ mặt của y, nhìn như không chút để ý nói, ai gọi thế? Kiều Trấn Lương nói, không có gì. Kiều lão nói, tôi là hỏi anh ai gọi tới, không phải hỏi anh có sao không. Kiều Trấn Lương cắn cắn môi, ngồi xuống bên cạnh cha. Hiểu con không ai bằng cha, từ vẻ mặt của con trai, Kiều lão đã biết khẳng định có đại sự phát sinh, ông ta nhẹ giọng thở dài, trong khoảng thời gian này Kiều gia chúng ta đã xảy ra không ít chuyện, mưa gió gì cũng coi như là vượt qua rồi, chúng ta có thể vượt qua, là dựa vào gì? Dựa vào người một nhà đoàn kết một lòng. Trấn Lương, có việc gì đừng giấu tôi. Dù sao ông già tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh là con mà chẳng lẽ muốn lừa tôi ư? Kiều Trấn Lương nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là muốn giấu cha, nhưng y đồng thời lại ý thức được mục đích đối phương gọi điện thoại tới không chỉ là để nói ra chân tướng, hơn nữa còn có một phiền toái lớn hơn chuẩn bị xuất hiện. Nếu như tất cả những gì người đó nói là thật, như vậy rất nhanh việc xấu trong nhà sẽ bị cả thiên hạ biết. Kiều Trấn Lương sau khi châm trước thì quyết định là mình nói cho cha biết thì thỏa đáng hơn. Để tránh ông ta đột nhiên chịu đả kích mà không gượng dậy nổi. Kiều Trấn Lương nói, cha, con không biết là ai gọi tới, hắn ở trong điện thoại nói. Kiều Trấn Lương cắn cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm, hắn nói Mộng Viện là con gái của Tiết Thế Luân. Kiều lão không hề có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, lắc đầu, cầm chén trà của mình lên nhấp một ngụm rồi nói, Mộng Viện chính là con gái của anh. Mặt Kiều Trấn Lương nóng lên, y tuy rằng biết cha vì sao nói như vậy. Nhưng y cũng hiểu được lời cha nói không phải là sự thật. Y lại nói, hắn nói sẽ lập tức để truyền thông hải ngoại đăng báo chuyện này. Kiều lão nói, đắc tội với hắn rốt cuộc là Kiều gia hay là Tiết gia? Hay là hai nhà chúng ta đều đắc tội với hắn? Hắn vì sao muốn chế tạo sự kiện này? Kiều Trấn Lương nói, không tra được người này là ai?
Kiều lão nói, hắn là ai cũng không quan trọng, đăng báo trên truyền thông hải ngoại. Cho rằng nắm được chuyện xấu của chúng ta, muốn tuyên dương cho thiên hạ đều biết. Kiều Trấn Lương nói, hắn không giống như là đang nói đùa. Kiều lão nói, vậy cứ để hắn đi tuyên dương, cho rằng như vậy có thể đánh ngã chúng ta ư, khiến chúng ta xấu hổ ư. Ha ha, thật là nực cười, người của Kiều gia chúng tôi ngồi nghiêm đi thẳng, Mộng Viện là cháu gái của tôi, ai dám nói bậy tôi sẽ không tha cho hắn. Kiều lão uống cạn cốc trà rồi đặt lên trên bàn trà, nhanh đi chuẩn bị đi, tôi muốn tới Đông Giang. Trần Tuyết dọn dẹp xong Hương Sơn biệt viện, cầm hành lý của mình, khóa cửa. Xoay người lại thì nhìn thấy dưới tàng cây xa xa, Văn Linh mặc áo gió màu xám đứng đó, cô ta vẫn gầy như trước đây, tuy rằng Văn Linh đã bị Trương Dương phế bỏ võ công, nhưng loại cao ngạo và ngạo mạn trong ánh mắt cô ta vẫn không hề mất đi. Trần Tuyết chậm rãi tới trước mặt cô ta, tìm tôi à? Văn Linh gật đầu, có biết tin tức của Trương Dương hay không? Trần Tuyết nói, tôi còn có việc gấp. Văn Linh nói, cô không cứu được hắn đâu. Trần Tuyết đi qua người cô ta. Văn Linh nói, cô tuy rằng nắm trong tay bí mật của sinh tử ấn, nhưng cô vẫn không cứu được hắn, hắn đã tiến vào trạng thái tử vong não, tôi có thể giúp cô. Trần Tuyết cuối cùng dừng chân, quay mặt lại, cô giúp tôi. Trong thanh âm của cô ta tràn ngập sự nghi ngờ. Văn Linh gật đầu, sinh tử ấn của cô căn bản chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, cho dù cô hy sinh bản thân cũng chỉ là chịu chết một cách vô ích, Trương Dương tuyệt đối sẽ không khởi tử hồi sinh. Trần Tuyết nói ra nghe một chút. Văn Linh nói, cô còn nhớ khối bản dập của nghịch chuyển hay không? Trần Tuyết đương nhiên nhớ rõ, bản dập đó cô ta đã giao cho Trương Dương giữ. Văn Linh nói, cô đưa bản dập cho tôi sẽ nói với cô phương pháp cứu trị hắn. Trần Tuyết lạnh lùng nói, tôi dựa vào gì mà tin được cô? Văn Linh nói, võ công của tôi đã hoàn toàn biến mất, nếu như tôi lừa cô, hắn có thể tùy thời giết chết tôi. Hơn nữa Trương Dương đã bị tuyên bố tử vong não, tôi nhìn ra được, cô thích hắn, tim của cô cũng chết theo hắn rồi, nếu như hắn không thể tỉnh lại thì hai người chính là người chết, đối với người chết mà nói thì còn gì mà quan tâm. Trên đời này còn có cái gì khiến cô sợ nữa? Trần Tuyết gật đầu, được, tôi tin cô một lần. Nếu như cô dám lừa tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô. Văn Linh lạnh lùng cười nói, cô cho rằng tôi nhàm chán đến mức đó ư. Chương 2563, chuyện cũ tang thương 1. Từ sau khi Cố Doãn Chi tới, Tiết Thế Luân lâm vào trong bất an, y biết Cố Doãn Chi là người không nói mạnh miệng, An Đức Hằng xa lưới, Trương Dương bị hại, một loạt những chuyện này sớm đã vượt qua phạm vi khống chế của y. Mà vừa rồi truyền đến một tin tức, truyền thông hải ngoại đang đưa tin chuyện của y và Kiều Mộng Viện. Nói y mới là cha ruột của Kiều Mộng Viện. Tiết Thế Luân quyết định rời khỏi, y ý thức được mình phải rời khỏi, đôi độc thủ phía sau màn cuối cùng cũng bắt đầu vươn về phía y đoán được đối phương là ai, nhưng y không ngờ động tác của đối phương lại nhanh như vậy, nhàn tới mức khiến y không kịp phản ứng. Một hồi bão tố thình lình xảy ra điên cuồng ập về phía y, đối mặt trận mưa gió này. Cho dù y từng chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Rời khỏi không có nghĩa là từ bỏ, chỉ tạm lánh mũi nhọn, Tiết Thế Luân thu thập xong hành lý, khi mở cửa phòng chuẩn bị đi thì nhìn thấy con gái Tiết Vĩ Đồng đứng ở bên ngoài, hai mắt rưng rưng nói, cha định đi đâu. Tiết Thế Luân cười nói, nghiệp vụ bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, cho nên cha phải đi xử lý một chút. Tiết Vĩ Đồng nói, lời đồn bên ngoài đều là thật chứ. Tiết Thế Luân nói, lời đồn nào? Tiết Vĩ Đồng nói, hiện tại rất nhiều người đều đang nói, Kiều Mộng Viện, cô ta. Cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ của con. Nói tới đây cô ta không nhịn được liền rơi lệ, Tiết Vĩ Đồng trước giờ đều là người con gái kiên cường, nhưng hiện tại cô ta cũng cảm thấy không thể chịu đựng được áp lực của nhiều chuyện nhảm như vậy. Tiết Thế Luân cười nói, nhà đầu ngốc, những lời đồn thổi này con tin làm gì? Cha chỉ có một đứa con gái là con, lấy đâu ra nhiều con gái thế? Người khác đang bôi nhỏ Tiết gia và Kiều gia chúng ta, đấu tranh chính trị là tàn khốc nhất, con còn nhỏ, không hiểu những việc này đâu. Nhưng rất nhiều truyền thông của hải ngoại đều đang đưa tin chuyện này, có bằng hữu đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi con. Tiết Thế Luân nói, có gì mà hỏi, loại tin tức không có chứng cứ này vì sao chỉ dám đăng ở hải ngoại, vì sao truyền thông trong nước không ai nhắc tới, chính là vì ở hải ngoại rất nhiều thứ đều là vớ vẩn, bọn họ thích nhất chính là những tin tức vớ vẩn từ nguồn lạ này. Cha cả đời ngay thẳng, sao có thể làm ra loại chuyện này? Tiết Vĩ Đồng dưng dưng nói, cha thực sự không gạt con chứ? Tiết Thế Luân cười nói, cha vì sao phải gạt con? Nhà đầu ngốc,
Thôi, cha đi đây không không kịp lên máy bay. Tiết Vĩ Nồng nói, con tiễn cha. Tiết Thế Luân lúc này mới nhớ tới chuyện con gái vốn muốn tới Đông Giang, con không phải muốn tới Đông Giang thăm Trương Dương ư. Tiết Vĩ Nồng nói, giờ đi đâu, con và cha cùng ra sân bay. Hai cha con lái xe vừa ly khai cửa lớn của Tiết gia thì đã bị ba chiếc xe hơi màu đen chặn đường, từ trên xe mấy nam tử mặc tây trang bước xuống, người cầm đầu chính là Quốc An Cảnh Chí Siêu, hắn và Tiết Thế Luân cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau, hắn bước nhanh tới trước xe, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, chờ cửa kính xe hạ xuống rồi, mỉm cười nói, Tiết tiên sinh, đi đâu gấp thế? Tiết Thế Luân nói, ra sân bay, tôi cũng sắp muộn rồi đây này. Không sao. Chuyến này muộn thì còn chuyến sau mà, chuyến sau không kịp thì còn có chuyến ngày mai, mời Tiết tiên sinh xuống xe, chúng tôi có việc tìm anh điều tra. Tiết Thế Luân nói, chuyện gì? Cảnh Chí Siêu nói, về vụ án kinh tế khi ngài còn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Đại Cô, chúng tôi chỉ hiệp trợ công tác của Trung Kỳ ủy, Tiết tiên sinh đừng nghĩ nhiều. Tiết Thế Luân bật cười ha ha, việc nhỏ từ mấy chục năm trước, tôi cơ hồ quên mất rồi. Y quay sang con gái, nếu đã làm thì sớm muộn gì cũng phải trả. Y bỗng nhiên minh bạch lần này chỉ sợ không chỉ là Cố Doãn Chi ra tay với mình, tình cảnh hiện tại của mình có thể dùng từ cái đích của mọi người để hình dung. Trước khi Y xuống xe, nói với con gái, Đồng Đồng, giúp cha gọi điện thoại cho bác Tiêu, nói với hắn, cảm ơn mấy năm nay đã giúp đỡ cha. Tiết Vĩ Nồng đã khóc không thành tiếng. Khi Tiêu Quốc Thành nhận được cú điện thoại này thì đang ngồi trên du thuyền tư nhân của mình, đích tới là Nhật Bản, ngồi trong khoang thuyền rộng rãi, cầm rượu vang, mặt tươi cười. Nghe Tiết Vĩ Nồng nói xong, Y nói khẽ, Đồng Đồng, đừng lo, Thanh giả tự thanh, cha cháu không sao đâu. Y nói xong liền gác máy. Nghiêm Quốc Chiêu ngồi đối diện vẻ mặt lộ ra có chút khó hiểu, Minh tiên sinh, đã tới loại tình trạng này rồi, vì sao không nói ra tình hình thực tế với cô ta? Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, chân tướng luôn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều lúc, người ta rõ ràng đã biết chân tướng, nhưng vẫn muốn giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, đây là lừa mình dối người. Bởi vì hắn sợ tâm lý của mình không chịu đựng nổi. Nghiêm Quốc Chiêu gật đầu, thật ra hắn cũng không hoàn toàn minh bạch những lời này của Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành nói, tư liệu tôi bảo anh chuẩn bị thế nào rồi? Nghiêm Quốc Chiêu nói, đã chuẩn bị xong hết rồi, chứng cứ phạm tội Tiết Thế Luân cấu kết với Hạng Thành ngày mai sẽ đưa đến tay Quốc An. Tiêu Quốc Thành gật đầu, rất tốt. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Quốc An bởi vì chuyện Trương Dương bị giết mà bắt không ít người, Sơn Dã Nhã Mỹ, Tỉnh Thượng Tĩnh, Trung đảo Xuyên Thái, những người này tất cả đều bị bọn họ khống chế. Chứng cớ đâu, không có chứng cớ thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ được phóng thích. Nghiêm Quốc Chiêu nói, lần này bọn họ chắc là làm thật đấy. Tiêu Quốc Thành nói, cùng lắm thì để Trung đảo ra gánh. Vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ thờ ơ. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Tiêu tiên sinh, tôi luôn cảm thấy Tiết Thế Luân sẽ không cam tâm. Không phải do hắn. Tiêu Quốc Thành châm châm một điếu xì gà rồi rít mạnh, nheo mắt trong khói thuốc, hắn bụng dạ khó lường, sau lưng làm ra nhiều chuyện như vậy, cho dù tôi tha hắn thì người khác cũng sẽ không chịu. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, tới tầng 2, vừa hay gặp cháu gái Tiêu Mân Hồng, Tiêu Mân Hồng nói chú, cô ta vẫn không muốn ăn cơm. Tiêu Quốc Thành gật đầu, ra hiệu để mình xử lý chuyện này, đi đến khoang ở tầng 3, hai người áo đen ngoài cửa lập tức cúi đầu hành lễ với hắn. Tiêu Quốc Thành đẩy cửa đi vào. Liễu Đan Thần lặng lặng ngồi bên giường, lưng hướng ra cửa khoang thuyền, ánh mắt nhìn cửa sổ mạn tàu, bên ngoài là biển lớn mênh mông vô bờ, trời tăm tối, mặt biển là một mảng xanh thẳm, nhưng tim của nàng ta lại rất u ám. Tiêu Quốc Thành trước khi đi vào khoang thì dập xì gà, tới sau lưng Liễu Đan Thần rồi nói khẽ, Đan Thần, vì sao không ăn cơm? Liễu Đan Thần không để ý đến hắn. Tiêu Quốc Thành nói, cho dù cô không ăn cơm, đứa nhỏ trong bụng cô cũng cần có dinh dưỡng. Hắn cứ tiếp tục như vậy rốt cuộc là làm khó ai. Liễu Đan Thần vẫn không quay đầu lại, ông vì sao muốn hại chết Trương Dương? Tiêu Quốc Thành nói, cái chết của Trương Dương không liên can tới tôi và hắn không cừu không oán, tôi vì sao muốn hại hắn? Chương 2564, chuyện cũ tang thương 2. Liễu Đan Thần nói, ông dám nói là không phải ông hại anh ta ư? Nghĩ hết mọi cách dụng cổ với Trương Dương, ý đồ khống chế anh ta. Ông rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện xấu với anh ta, hiện tại ông lại nói với tôi là ông không cừu không oán với anh ta. Tiêu Quốc Thành thở dài nói, Đan Thần, tôi lúc trước sở dĩ muốn đối phó hắn, là vì hắn cứ đối nghịch với tôi, thủy chung phá hoại đại kế của tôi, nhưng tôi bảo cô hạ cổ hắn, cũng không có nghĩa là tôi muốn giết chết hắn,
chuyện này thực sự không liên can tới tôi cũng đang điều tra chuyện này rốt cuộc là ai làm, sư phụ đáp ứng cô. Chỉ cần để tôi tra được hung phạm, cho dù cô không ra tay thì tôi cũng nhất định sẽ báo thù hộ cô. Liễu Đan Thần nói, ông không cần lừa tôi đã trưởng thành tôi đã có thể nhận rõ thiện ác thật giả, nếu Trương Dương đã chết, vì sao ông không dứt khoát để tôi được chết cùng anh ta? Tiêu Quốc Thành nói, Đan Thần, cô nói như vậy khiến tôi rất đau lòng, tôi nuôi nấng cô từ nhỏ tới lớn, ở trong mắt tôi, cô chẳng khác gì con gái ruột của tôi sao có thể làm cô bị thương tổn, tôi thừa nhận, tôi cả đời này đã làm sai một chuyện, đó chính là để cô đi đối phó Trương Dương, là tôi hại cô. Liễu Đan Thần lúc này mới quay mặt lại, nói khẽ cảm ơn ông. Tiêu Quốc Thành ngược lại có chút sửng sốt. Liễu Đan Thần nói, nếu như không phải ông muốn hại anh ta, tôi sao có thể được quen biết anh ta, nếu như tôi không biết anh ta, tôi sao có thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu thực sự, tôi sao có thể nhận rõ bản thân. Vẻ mặt của Tiêu Quốc Thành lúc này phức tạp đến cực điểm. Liễu Đan Thần nói, nếu như không có ông, tôi có thể không có hôm nay, ông là sư phụ tôi, ông nuôi nấng tôi lớn lên, dạy tôi làm người, đại ân đại đức của ông tôi kiếp này không thể báo đáp, nhưng cái này cũng không thể thay đổi cừu hận của tôi đối với ông. Ông nếu như không giết tôi, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tìm ông báo thù. Tiêu Quốc Thành gật đầu, thật sự muốn báo thù, vậy thì cần phải sống, nuôi lớn con trai của hai người rồi để nó tới tìm tôi báo thù. Liễu Đan Thần nói, ông không sợ à? Tiêu Quốc Thành lạnh lùng cười nói, vì sao phải sợ? Tương lai cô sẽ minh bạch, trên thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là cừu hận, cho dù là sợ, nhưng người sợ tuyệt đối sẽ không phải là tôi. Liễu Đan Thần hiển nhiên không thể lý giải hàm nghĩa chân chính của những lời này của Tiêu Quốc Thành, nhưng cô ta nghĩ thông suốt một chuyện, bất kể như thế nào, cô ta cũng phải sống sót, chỉ có còn sống, mình mới có thể giữ được cốt nhục của cô ta và Trương Dương, chỉ có còn sống, mới có cơ hội báo thù cho hắn. Tiêu Quốc Thành một mình đi lên mũi thuyền, nhìn bầu trời một màu phía trước, trong lòng lại nổi sóng, tư vị của cừu hận chỉ có mình mới có thể thể hội, báo thù tất nhiên sẽ hả lòng hả dạ, nhưng trước khi báo thù thì sao? Có ai biết mấy năm nay hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ và dày vò. Triệu Quốc Cường không hề trực tiếp tới Đông Giang, mà là tới thôn Tiểu Thạch Hoa xã Lô Gia Lương huyện Tây Sơn thành phố Kinh Sơn, ở đó hắn trước tiên tới hội hợp với Chu Sơn Hổ, mục đích của Triệu Quốc Cường là để điều tra chuyện của Tiêu Quốc Thành năm đó ở thôn Tiểu Thạch Hoa. Chu Sơn Hổ bởi vì chuyện Trương Dương tử vong não mà khóc tới sưng cả mặt, ở trong lòng hắn luôn coi Trương Dương trở thành quý nhân trong đời mình. Hắn cho rằng Trương Dương là không gì không làm được, đến nay vẫn không chịu tin sự thật Trương Dương tử vong não. Triệu Quốc Cường sau khi gặp Chu Sơn Hổ thì bắt tay hắn, lập tức nói, tôi không có nhiều thời giờ, hiện tại dẫn tôi tới gặp hiệu trưởng Trần, tôi muốn tìm hiểu tất cả chuyện năm đó. Trần Ái Quốc vẫn luôn ở trường tiểu học thôn Tiểu Thạch Hoa, khi Chu Sơn Hổ dẫn Triệu Quốc Cường tới trường học, Trần Ái Quốc đang dạy bọn nhỏ, Triệu Quốc Cường cố đợi hơn 10 phút, đợi tan học rồi, Trần Ái Quốc mới chậm rãi đi ra. Chu Sơn Hổ gọi một tiếng hiệu trưởng Trần, giới thiệu cho Triệu Quốc Cường bên cạnh với y. Trần Ái Quốc sau khi biết thân phận của Triệu Quốc Cường thì lộ ra có chút cảnh giác, thái độ cũng bất thiện, lạnh lùng nói, những gì nên nói tôi đã nói với Trương Dương cả rồi, anh muốn biết thì đi mà hỏi hắn. Triệu Quốc Cường nói, hiệu trưởng Trần, Trương Dương ngộ hại rồi. Trần Ái Quốc ngây ra một thoáng, gì cơ? Chu Sơn Hổ bên kia đã không nhịn được mà bật khóc. Trần Ái Quốc nghe thấy tin tức này cũng có chút đau buồn, y và Trương Dương tuy rằng chỉ tiếp xúc hai lần, nhưng ấn tượng đối với Trương Dương rất sâu, cho rằng tiểu tử này vô cùng trượng nghĩa chính trực. Tình cảnh lúc trước Trương Dương cõng thi thể Mạnh Truyền Mỹ từ Tây Sơn tự đi xuống y vẫn còn nhớ như in. Trần Ái Quốc trầm mặc, y vươn tay ra móc thuốc lá. Triệu Quốc Cường lấy ra thuốc lá đưa cho y, sau đó châm giúp Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc rút điếu thuốc rồi nói, tới nhà tôi nói chuyện. Hai người đi theo Trần Ái Quốc tới nhà y. Trần Ái Quốc hút xong điếu thuốc đó, Triệu Quốc Cường lại vội vàng đưa điếu khác. Trần Ái Quốc thở dài nói, sao lại phát sinh loại chuyện này? Là không may à? Triệu Quốc Cường nói, không phải không may, là một hồi mưu sát nhằm vào hắn. Trần Ái Quốc hít một hơi lạnh, y lại rút điếu thuốc rồi nói, vì sao phát sinh loại chuyện này? Triệu Quốc Cường nói, chúng tôi vẫn đang điều tra, chuyện này bước đầu tập trung mấy người hiểm nghi. Trần Ái Quốc nói, tôi không biết có thể giúp các anh được gì. Triệu Quốc Cường nói, hiệu trưởng Trần, tôi muốn tìm hiểu về Tiêu Quốc Thành. Trần Ái Quốc nói, không biết về Tiêu Quốc Thành cả. Triệu Quốc Cường nói, căn cứ vào tình huống hiện tại tôi nắm giữ được,
Tiêu Quốc Thành này trước đây tên là Tiêu Minh Hiên, hắn từng thuộc đội của anh về đây. Ánh mắt Trần Ái Quốc lộ ra có chút bối rối, người anh hỏi thì ra là hắn à? Triệu Quốc Cường gật đầu, là hắn. Trần Ái Quốc nói, chuyện này Trương Dương cũng từng hỏi rồi, thanh niên trí thức năm đó về thôn Tiểu Thạch Hoa tổng cộng có 8 người, Trần Thiên Trọng, Tiêu Minh Hiên, Thẩm Lương Ngọc, Vương Quân Giao, Hứa Thường Đức, Đồng Đức Chí, Mẫn Cương và tôi, 8 người chúng tôi đến từ những địa phương khác nhau, cũng không hiểu nhiều lắm về nhau, Trần Thiên Trọng là đội trưởng của chúng tôi, cũng là người dáng vẻ đường đường nhất, tài ăn nói tốt nhất là Hứa Thường Đức, hắn rất làm quen với người khác, tới đây không lâu liền cặp kè với Vương Quân Giao. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Trần Ái Quốc vẫn có chút buồn đau. Triệu Quốc Cường lặng lặng lắng nghe y kể lại, không dám chen ngang. Trần Ái Quốc, nói Đồng Đức Chí và Mẫn Cương đều là trẻ con, khi đó tâm trí của bọn họ vẫn chưa thành thục. Tiêu Minh Hiên là một người không thích nói chuyện nhất trong số chúng tôi, trước khi hắn về đây đã có đối tượng, đương nhiên điều này chúng tôi về sau mới biết. Trong nhóm người chúng tôi, Trần Thiên Trọng rất có phong phạm đại ca, có thể đoàn kết mọi người lại với nhau. Tiêu Minh Hiên lại là một ngoại tộc, hắn cho dù có thời gian cũng không muốn nói chuyện với chúng tôi, thà trèo đèo lội suối tới Tây Sơn tự chơi cờ. Nói thật, chúng tôi đều nhìn không thấu hắn, cảm thấy người này sâu xa khó hiểu, không dễ tiếp cận. Chương 2565, chuyện cũ tang thương 3. Triệu Quốc Cường nói, năm đó hắn đã làm chuyện gì để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất? Trần Ái Quốc nghĩ nghĩ rồi nói tới sâu sắc. Chính là chuyện lần đó Trương Giải Phóng dẫn người tới đập Tây Sơn Tự, Trương Giải Phóng là một tên đầu gấu của thôn Tiểu Thạch Hoa, cả ngày hò hét uống rượu, thời phá tứ cựu, hắn dẫn dắt một đám thanh niên trong thôn tới phá Tây Sơn Tự, nói muốn lôi Ngọc Phật trong Ngọc Phật Điện ra đập, vừa hay Tiêu Minh Hiên ở đó chơi cờ với phương trưởng, không biết hắn nói gì với Trương Giải Phóng, không ngờ có thể khiến đám người đó từ bỏ ý định đập tượng. Tôi nhớ rõ khi đó Trần Thiên Trọng nói với tôi, Tiêu Minh Hiên này rất có bản lĩnh. Còn chuyện gì khác không? Trần Ái Quốc nói, không còn gì khác cả, nếu cố nói thì là đối tượng của hắn rất xinh, đối với hắn cũng rất si tình, năm đó từ xa tới thăm hắn, nhưng hắn lại rất thờ ơ với người ta. Vẻ mặt Triệu Quốc Cường lộ ra có chút thất vọng. Trần Ái Quốc lại rút điếu thuốc, y bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, còn có một việc, năm đó cạnh Ngọc Phật của Tây Sơn tự phát hiện một tàng kinh động, bên trong có mấy chục cuốn kinh văn, có hai cuốn trong đó là tiếng Nhật, người khác đều không hiểu. Chỉ có môi hắn đọc được, không ngờ còn phiên dịch hai cuốn tiếng Nhật đó, về sau làm thành kinh văn tặng cho Tây Sơn Tự. Triệu Quốc Cường trợn trừng hai mắt, anh nói tiếng Nhật của hắn rất tốt. Sau khi hỏi xong, chính hắn cũng cảm thấy hỏi có chút dư thừa, một người có thể phiên dịch kinh Phật tiếng Nhật, trình độ tiếng Nhật chỉ sợ còn hơn xa người Nhật Bản bình thường. Trần Ái Quốc nói, anh nếu còn muốn biết về chuyện của hắn, anh có thể đi hỏi một chút Tế Thiện Hòa Thượng, ông ta đối với chuyện này thì biết nhiều hơn tôi. Triệu Quốc Cường nói, hiệu trưởng Trần, về chuyện của Trương Dương, tôi nghĩ ngài hay là tạm thời đừng lộ ra, nơi này dù sao cũng là gia hương của hắn, tôi không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trần Ái Quốc thở dài, sớm muộn gì cũng vẫn biết thôi, không ngờ hai cha con hắn đều đoản mệnh như vậy. Ra khỏi trường tiểu học, Triệu Quốc Cường tới thẳng Tây Sơn Tự. Phát hiện Tiêu Quốc Thành thông hiểu tiếng Nhật khiến hắn kích động không thôi, có lẽ hắn đã bắt đầu tiếp cận chân tướng của sự thật. Trong 8 gã thanh niên trí thức năm đó, Trần Thiên Trọng qua đời nhiều năm, Mẫn Cương khi về nông thôn bị chất vì lở núi, Hứa Thường Đức, Đồng Đức Chí cũng vì án tham ô mà liên tiếp chết đi, Thẩm Lương Ngọc tự sát thân vong, hiện tại may mắn còn sống trên thế giới này chỉ còn 3 người, không nói tới Trần Ái Quốc an tâm cắm rễ ở thôn Tiểu Thạch Hoa làm hiệu trưởng, còn có Tiêu Quốc Thành và Vương Quân Giao. Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc sau lưng một loạt ân oán này còn cất giấu bí mật như thế nào? Tâm tình của Triệu Quốc Cường càng bức thiết hơn, hắn khát khao vạch trần được đáp án này, khát khao tra ra chân tướng của chuyện. Tây Sơn Tự ở Thâm Sơn, hương khói không thịnh vượng, nhưng đây cũng là nguyên nhân ngôi chùa này có thể tránh được kiếp nạn nhiều lần, may mắn còn tồn tại đến nay. Khi Triệu Quốc Cường và Chu Sơn Hổ tới Tây Sơn Tự thì đã đến hoàng hôn, nghe thấy trong chùa vang lên tiếng chua cổ. Triệu Quốc Cường vừa lau mồ hôi vừa nói, xem ra tối nay không kịp về rồi. Chu Sơn Hổ nói, đi đường núi nhiều mệt rồi, trước đây bí thư Trương. Nhắc tới Trương Dương, mắt Chu Sơn Hổ không khỏi lại đỏ lên, hắn cắn cắn nói, tôi không tin, đánh chết tôi cũng không tin anh Trương của tôi đi rồi, anh ta là anh hùng, với một thân bản sự đó không ai có thể hãm hại được anh ta cả. Triệu Quốc Cường vỗ vai hắn, nói khẽ, đừng nghĩ nữa, chúng ta dù sao cũng phải làm chút gì đó cho hắn.
Chu Sơn Hổ nói, Triệu Cục, ngài có phải đang hoài nghi tên họ Tiêu là hung thủ sát hại anh Trương của tôi hay không? Nếu như là hắn thật, tôi sẽ làm thịt hắn. Triệu Quốc Cường nói, đừng nói như vậy, bất kỳ lúc nào cũng đừng quên còn có pháp luật. Chu Sơn Hổ nói, pháp luật không phải vạn năng, nếu như pháp luật thực sự vạn năng, vì sao lại để có nhiều người phạm tội như vậy? Triệu Quốc Cường không biết nên đáp lại hắn như thế nào. Có Chu Sơn Hổ dẫn tiến, chuyện tiện hơn rất nhiều, Tế Thiện nghe nói chuyện của Trương Dương thì cũng không khỏi thổn thức, Triệu Quốc Cường hỏi chuyện của Tiêu Minh Hiên năm đó. Những gì Tế Thiện có thể nhớ được cũng là những đoạn ngắn rời rạc, khách và chủ nói chuyện trong chốc lát, vẫn không có nhiều phát hiện. Triệu Quốc Cường nhớ tới kinh Phật tiếng Nhật mà Trần Ái Quốc vừa rồi đề cập qua, hắn nói khẽ Tế Thiện sư phó, tôi nghe nói năm đó Tiêu Minh Hiên từng giúp các ông phiên dịch hai cuốn kinh Phật. Tế Thiện gật đầu, quả thực có việc này, lúc ấy chúng tôi ở Ngọc Phật Điện, sau lưng tượng Phật phát hiện có tảng kinh động nho nhỏ, bên trong có mấy chục cuốn kinh Phật chân quý, trong đó có hai cuốn là tiếng Nhật, chúng tôi đều không hiểu, cho nên mới muốn đi hỏi thanh niên trí thức trong thôn, trong mắt chúng tôi, bọn họ là người có tri thức có văn hóa nhất. Bên trong bọn họ, có Tiêu Minh Hiên hiểu được một chút, hắn đi chúng tôi vào chùa, mất hai ngày phiên dịch toàn bộ hai cuốn kinh văn đó. Triệu Quốc Cường nói, Tế Thiện sư phó, tôi có yêu cầu quá đáng, có thể cho tôi kiến thức một chút hai cuốn kinh văn mà hắn phiên dịch hay không? Tế Thiện vui vẻ gật đầu, ông ta dẫn Triệu Quốc Cường và Chu Sơn Hổ tới Ngọc Phật Điện, năm đó kinh Phật được bọn họ bảo tồn, đưa cho Triệu Quốc Cường xem cũng không phải là nguyên kiện, chỉ là bản photo, tuy rằng là bản phốt. Nhưng cũng có thể nhìn ra thư pháp của Tiêu Minh Hiên rất có bản lĩnh, Triệu Quốc Cường không hiểu ý tứ của kinh Phật, nhìn thấy trên kinh Phật không hề thiếu phê bình chú giải. Tế Thiện giải thích, những lời phê bình chú giải này là Tiêu Minh Hiên tự tay viết ư, lĩnh ngộ của hắn đối với Phật học thật hơn xa người bình thường. Triệu Quốc Cường đọc dưới đèn trong chốc lát, từ trên kinh Phật không nhìn ra thứ gì đặc biệt, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy bức Phật bảo tướng trang nghiêm, chạm trổ tinh mỹ, chỉ là ở trên cánh tay phải ngọc Phật có một vết đạn. Triệu Quốc Cường xuất thân làm hình sự, liếc một cái liền phán đoán ra đó khẳng định là do đạn bắn trúng dẫn tôi, hắn lại đến gần hơn một chút, sau khi xác nhận phán đoán của mình, mới nói Tế Thiện sư phó, tôi hỏi một câu bất kính đối với Phật tổ, ấn ký trên cánh tay tượng Phật có phải do đạn để lại hay không? Tế Thiện nói, Triệu thí chủ quả nhiên ánh mắt, liếc một cái liền thấy rõ thực cơ, không sai, ấn ký này đích xác do đạn để lại, kể ra thì chuyện này phải ngược dòng về lúc kháng chiến. Lúc ấy ở vùng Kinh Sơn khai hỏa huyết chiến Kinh Sơn nổi tiếng, Bát Lộ quân và Vương Bài quân của Nhật Bản triển khai một hồi hội chiến đẫm máu. Triệu Quốc Cường được Tế Thiện nhắc nhở, đột nhiên nhớ tới, năm đó ở đây quả thực từng phát sinh huyết chiến Kinh Sơn mang tới tác dụng quan trọng đối với kháng chiến, chỉ huy chiến dịch chính là Tiết Lão. Tiết Lão xuất lĩnh hai sư đoàn triển khai một hồi chiến đấu hăng hái đẫm máu với quân Nhật có binh lực gấp đôi bọn họ. Tiết Lão dù nhân số ở thế yếu, trang bị vũ khí không bằng đối phương, vẫn lợi dụng sự nắm vững về địa hình địa phương và chế định tinh chuẩn đối với chiến thuật, hoàn toàn tiêu diệt quân Nhật ở chân núi Kinh Sơn. Một trận chiến này sớm được viết vào sách giáo khoa quân sự, cũng chính thức xác lập địa vị của Tiết Lão trong quân. Tế Thiện nói, tôi tuy rằng không chính mắt thấy, nhưng tôi cũng nghe Phương trưởng thượng nhiệm nói qua, trận đó đánh nhau tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tình cảnh bi thảm, máu chảy thành sông, cuối cùng vẫn là bên ta chiếm ưu thế. Cơ hồ tiêu diệt hoàn toàn quân đội Vương Bài của Nhật Bản, thống soái phía Nhật, nơi này làm cứ điểm, dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự. Triệu Quốc Cường có chút ngạc nhiên, Tây Sơn tự kinh lịch qua trận chiến hỏa này không ngờ vẫn có thể bảo toàn đúng là không dễ, không biết trong đây lại phát sinh cố sự gì. Tế Thiện hiển nhiên nhìn ra sự mê hoặc của Triệu Quốc Cường, ông ta tiếp tục tàn quân của quân Nhật trốn đến đây, quyết định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có người trong đó muốn giết chết tăng chúng trong chùa. Lúc ấy tăng chúng cũng tưởng là ắt phải chết, nhưng mọi người đều không ngờ thống soái quân Nhật Sơn Giã Chi Lương không ngờ là một vị tín đồ của Phật giáo. Hắn đề xuất yêu cầu, muốn thắp hương lễ bái trước mặt Ngọc Phật, bảo Phương trưởng tụng kinh cho hắn, kết quả bị Phương trưởng cự tuyệt, một gã thủ hạ của hắn rút súng lục ra muốn bắn chết Phương trưởng. Vào thời khắc mấu chốt Sơn Giã Chi Lương đã ngăn cản, vết đạn trên Ngọc Phật này chính là lưu lại khi đó. Sơn Giã Chi Lương thành kính quỳ lạy trước Ngọc Phật. Lúc này bọn họ đã nằm trong vòng vây của quân ta, vì thế dẫn dắt 37 danh tướng dưới tay, tất cả mổ bụng tự sát trước Ngọc Phật Điện. Triệu Quốc Cường tuy rằng không nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nhưng nghe Tế Thiện kể lại, cũng cảm thán không thôi. Tế Thiện nói, lúc ấy máu tươi nhiễm đỏ cả sân trước Ngọc Phật Điện, Phương trưởng xuất lĩnh tăng chúng quét dọn hai ngày đêm cũng không rửa sạch được vết máu. Sau khi phát sinh chuyện này,
Phương Trượng vốn định di chuyển Tây Sơn Tự, nhưng về sau lại bởi vì thiếu tài chính mà không làm được. Chu Sơn Hổ từ nhỏ đã lớn lên ở đây nhưng cũng chưa bao giờ từng nghe nói tới chuyện xưa này, hắn nói khẽ tôi sao không biết nhỉ. Chương 2566, chuyện cũ tang thương 4. Tế Thiện nói, chuyện này Phương Trượng không truyền ra ngoài. Cho dù là thôn dân của thôn Tiểu Thạch Hoa cũng ít người biết. Lúc ấy bọn họ chỉ biết nơi này phát sinh chiến đấu. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì bọn họ cũng không rõ lắm. Sau khi Bát Lộ Quân chạy đến Tây Sơn Tự, nhìn thấy những người Nhật Bản này tất cả đều tự sát, cũng có người muốn cắt đầu người Nhật Bản mang về, nhưng Phương Trượng ra mặt cản họ lại. Sau khi một vị tướng lãnh của quân đội nói chuyện với Phương Trượng, quyết định để thi thể của mấy người Nhật Bản cho Phương Trượng xử trí, Phương Trượng an táng bọn họ ở trên sườn núi sau Tây Sơn Tự. Chôn tất cả thi thể của 38 người Nhật Bản cùng một chỗ. Ánh mắt ông ta dừng ở trên hai cuốn kinh Phật tiếng Nhật, nói khẽ, hai cuốn kinh Phật tiếng Nhật này chúng tôi cũng không biết từ đâu mà có điều sau này nghĩ lại, rất có thể là lão Phương Trượng để lại trong tàng kinh động của Ngọc Phật Điện, trước khi tọa hóa đã giấu mấy chục cuốn kinh Phật này ở trong đó. Hai cuốn kinh Phật tiếng Nhật này có lẽ chính là vị bản tướng quân Nhật Sơn Giã Chi Lương năm xưa đưa cho ông ta. Triệu Quốc Cường gật đầu, hai tay hợp thành chữ thập nói, đa tạ Tế Thiện sư phụ. Tế Thiện nói, tôi cũng chỉ biết có từng ấy thôi. Triệu Quốc Cường nói, Tế Thiện sư phụ, tôi còn muốn làm phiền ngài dẫn tôi đi thăm ngôi mộ đó. Tế Thiện nói, được. Triệu Quốc Cường và Chu Sơn Hổ đi theo Tế Thiện tới mộ phần sau núi, mộ cũng không lớn, cỏ hoang mọc tùm. Bởi vì do nằm ở chỗ khuất nên càng thê lương, Tế Thiện chỉ vào đống loạn thạch, nơi này đấy. Triệu Quốc Cường đi một vòng chung quanh loạn thạch, phát hiện chung quanh không hề có bia mộ hay bất cứ thứ gì có tính dấu hiệu. Tế Thiện nói, nơi này có rất ít người đến, có thể chính phủ Nhật Bản cũng không biết có một nơi thế này. Triệu Quốc Cường nói, Sơn Giã Chi Lương có hậu đại hay không? Tế Thiện lắc đầu, cái này thì tôi chịu. Khi La Tuệ Ninh đến Đông Giang, tin tức Trương Dương tử vong não đã được bệnh viện chính thức tuyên bố ra ngoài, cả nhà từ Lập Hoa khóc tới chết đi sống lại, biểu hiện của Sở Yên Nhiên thì lại kiên cường hơn người một bậc, cô ta sau khi an ủi từ Lập Hoa thì lại đi nghênh đón La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh trên đường tới cũng khóc không ngừng, mắt sưng húp, nhìn thấy Yên Nhiên, bà ta bước nhanh tới nắm hai tay Sở Yên Nhiên, phát hiện hai tay Sở Yên Nhiên đã lạnh như băng, trong lòng không khỏi thương tiếc, bà ta ôn nhu nói, Yên Nhiên à, trong lòng con nếu đau khổ thì khóc ra đi. Sở Yên Nhiên nói, con vì sao phải đau khổ, con không tin anh ta đã chết, anh ta nợ con nhiều như vậy, không thể cứ vậy mà đi được, con còn muốn anh ta phải sống để trả nợ. La Tuệ Ninh chỉ coi đứa nhỏ này đã bi thương quá độ, thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, bà ta tới phòng giám hộ, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Trương Dương, nước mắt không nén được lại trào ra. Phu Tử Lương ở bên cạnh nói với bà ta, văn phu nhân. Trương Dương vẫn còn nhịp tim. Có điều hô hấp của hắn hoàn toàn phải dựa vào máy hô hấp phụ trợ, sóng não đồ cũng đã 8 tiếng đồng hồ rồi không xuất hiện sóng điện não. La Tuệ Ninh vươn tay ra nắm tay Trương Dương, đứa nhỏ này tay vẫn ấm, tim vẫn đập, vẫn còn hô hấp, nó vẫn còn sống. Nhìn thấy Trương Dương, lại nghĩ tới con gái Văn Linh từng ngủ say hơn 10 năm của mình, La Tuệ Ninh nhất thời là mém được bi thương đưa tay Trương Dương áp lên mặt rồi thấp giọng khóc nấc. Nhìn thấy La Tuệ Ninh khóc, Tả Hiểu Tình ở bên cạnh cũng không khỏi rơi lệ. Phu Tử Lương nói, văn phu nhân, bà bây giờ vẫn chưa thể khóc được, chuyện của Trương Dương, còn cần mọi người cùng nhau đưa ra chủ ý. La Tuệ Ninh lau khô nước mắt, một tiếng rồi nói, sao? Chủ ý gì? Phu Tử Lương nói, hiện tại ý tứ của người là không muốn Trương Dương làm hoạt tử nhân, nhưng Yên Nhiên rất kiên trì. La Tuệ Ninh nói, giáo thụ Vu, theo anh thấy thì Trương Dương còn có hy vọng khang phục hay không? Phu Tử Lương đánh mắt ra hiệu cho Tả Hiểu Tình đang khóc nỉ non ở bên cạnh, ám chỉ cô ta ra ngoài trước, tình tự của Tả Hiểu Tình rất kém, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Tả Hiểu Tình dưng dưng rời khỏi, La Tuệ Ninh nhìn đứa con gái này, trong lòng thầm cảm thán, đứa con nuôi này của mình gây ra nhiều nợ tình như vậy, trước đây bà ta thường xuyên phát sầu vì hắn, rốt cuộc nên trả thế nào, hiện tại hắn biến thành thế này, bảo những nữ hài tử này sẽ ra sao. Phu Tử Lương đợi cho Tả Hiểu Tình đi rồi. Mới nói khẽ, văn phu nhân, tôi đã quan sát cẩn thận sóng não đồ của Trương Dương rồi, trong gần 15 tiếng đồng hồ từng có một lần dao động mỏng manh, nhưng qua kiểm tra cẩn thận của tôi, phát hiện lần dao động này là bản thân máy móc bị quấy nhiễu tạo thành, cũng không phải tới từ não bộ của hắn, nói cách khác, hắn đã 15 tiếng đồng hồ rồi không có sóng điện não.
La Tuệ Ninh nói, anh nói đơn giản một chút đi, Trương Dương rốt cuộc còn có hy vọng tỉnh lại hay không? Phu Tử Lương nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn lắc đầu, cực kỳ bé nhỏ. Phải nói là không có bất kỳ khả năng nào. Căn cứ vào tình trạng trước mắt của hắn, trạng thái lý tưởng nhất chính là có thể khôi phục hô hấp tự chủ, trở thành một người thực vật. La Tuệ Ninh thở dài, mắt lại đỏ lên. Phu Tử Lương nói, tuy rằng Sở Yên Nhiên tiểu thư nguyện ý gánh vác tất cả phí dụng chữa bệnh của Trương Dương, nhưng người nhà của Trương Dương không muốn để hắn tiếp tục đau khổ, bọn họ đã tỏ ý rõ ràng muốn Trương Dương loại trạng thái này của Trương Dương. La Tuệ Ninh nói, nếu như đổi thành là anh sẽ làm như thế nào? Phu Tử Lương nói, nếu như là tôi thì tôi cũng sẽ không muốn sống một cách không có tôn nghiêm như vậy. Tả Hiểu Tình một mình đi trên thông đạo phía trước, nghe thấy phía sau một thanh âm vang lên, cô đứng lại. Tả Hiểu Tình dừng chân, người gọi cô ta là Sở Yên Nhiên. Tả Hiểu Tình cắn cắn môi, xoay người lại, Dương Dương nói, tìm tôi có việc gì à? Sở Yên Nhiên nói, chúng ta chắc quen nhau, cô và Trương Dương khi ở Xuân Dương từng có một đoạn thời gian yêu nhau. Mặt Tả Hiểu Tình có chút nóng lên, nhưng vẫn không hề ửng đỏ, bi thương đã khiến cô ta quên nên biểu đạt chính xác tình tự của mình như thế nào, đúng, tôi từng yêu anh ta, và vẫn luôn yêu anh ta. Ngay cả bản thân Tả Hiểu Tình cũng không ngờ cô ta dám lớn gan nói như vậy, nhất là ở trước mặt vợ chưa cưới chính quy của Trương Dương. Sở Yên Nhiên không hề tức giận, chỉ buồn bã thở dài, có lẽ, chúng ta đều mất anh ta rồi. Tả Hiểu Tình nghe thấy cô ta nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, sợ, chẳng lẽ hắn thực sự chuẩn bị từ bỏ. Sở Yên Nhiên nói, đổi thành là cô sẽ làm như thế nào? Tả Hiểu Tình nói, tôi sẽ không đồng ý, mặc dù ở trên y học Trương Dương đã không còn khả năng khang phục, nhưng thể chất của anh ta khác với người bình thường, tôi tin anh ta nhất định còn có cơ hội, cho dù anh ta vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, cũng không muốn anh ta chết. Cô ta tạm dừng một chút, cho dù người trên toàn thế giới bỏ cuộc thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tận hết khả năng, tôi sẽ chiếu cố anh ta, tôi sẽ cùng anh ta. Nói tới đây cô ta không nhịn được liền bật khóc, xin lỗi, tôi biết, tôi không có tư cách nói những lời này. Mắt Sở Yên Nhiên đỏ lên, cô ta đi tới ôm vai Tả Hiểu Tình, ôm cô ta vào trong lòng mình, nói khẽ Hiểu Tình, tôi thề, không ai có thể cướp anh ta đi khỏi tôi. Những lời này của Sở Yên Nhiên đương nhiên không phải nhằm vào Tả Hiểu Tình. Từ Lập Hoa quyết định từ bỏ tất cả trị liệu là sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của con trai, thân là mẹ, bà ta không muốn con trai mình cứ tiếp tục như vậy, một hoạt tử nhân không có suy nghĩ, không có linh hồn, cứ tiếp tục như vậy thì còn có tôn nghiêm gì nữa. Từ Lập Hoa rưng rưng, nói tôi không thể ích kỷ như vậy được, nếu như để nó tiếp tục sống với trạng thái này. Trong lòng tôi ít nhiều còn có chút niệm tưởng, tôi còn cảm thấy ít nhất thì con tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi, nhưng nó lại không có không cảm giác gì cả. Nó là đứa nhỏ ưu tú cỡ nào chứ, kiêu ngạo cỡ nào chứ, nếu như một người đã không còn cảm giác, ngay cả đại tiểu tiện cũng không biết, như vậy nó sống còn có tôn nghiêm gì. Không phải tôi sợ chiếu cố cho nó, là tôi không muốn nó cứ phải sống như vậy, cứ tiếp tục như vậy đối với nó là một loại tra tấn. La Tuệ Ninh vỗ vỗ vai Từ Lập Hoa. Nói khẽ, mẹ Trương Dương à, tôi hiểu được tâm tư của chị, tôi minh bạch cả. Triệu Thiết Sinh ở bên cạnh cúi, y biết loại chuyện này mình không nên lên tiếng. Triệu Tĩnh ngồi bên cạnh cha, khóc nấc lên, cháu cũng đồng ý với ý kiến của mẹ cháu, anh cháu trước đây là người uy phong kiêu ngạo, hiện tại biến thành thế này, thực sự là sống không bằng chết. Nếu như anh ấy có thể tỉnh lại, cháu nguyện ý dùng tính mạng của mình để đánh đổi, nhưng anh ấy lại không thể tỉnh lại. Chương 2567, Lão Tướng xuất mã 1. La Tuệ Ninh nói, nhìn thấy Trương Dương như vậy, trong lòng tôi cũng đau khổ như chị vậy, tôi tuy rằng là mẹ nuôi của nó, nhưng trong lòng tôi, đứa con nuôi này cũng có phân lượng như con trai ruột của tôi. Từ Lập Hoa Dương Dương gật đầu, sự quan ái của La Tuệ Ninh đối với Trương Dương, bà ta đương nhiên có thể thể hội. La Tuệ Ninh nói, con gái tôi từng hôn mê hơn 10 năm, trong 10 năm đó, tôi cũng nhiều lần nghĩ. Sao cứ phải để nó chịu tội, để nó ngủ vĩnh viễn đi có phải tốt hay không, nhưng mỗi lần tôi sắp hạ quyết tâm, nhìn thấy đứa nhỏ này, tôi liền từ bỏ, hết lần này tới lần khác, cho tới về sau gặp được Trương Dương, là nó đã cho Văn Linh cơ hội tái sinh. Trong lòng La Tuệ Ninh lại thầm cảm thán, con gái tỉnh lại đối với bà ta mà nói chưa chắc đã là một chuyện tốt. Từ Lập Hoa khóc thút thít nói, Văn Phu Nhân, tôi biết, tôi cũng hiểu rõ, nhưng tôi thật sự là không đành lòng để thằng ba chịu tội. Vì hy vọng xa vời không thể với tới trong lòng chúng ta,
mà bắt nó phải sống như vậy, thế rốt cuộc lúc nào là ngày cuối cùng? Một ngày, một năm, hay là cả đời, tôi không muốn nhìn nó cứ ngày càng gầy yếu, tôi không muốn thấy nó chết đi với tình trạng này. La Tuệ Ninh nắm tay Từ Lập Hoa, tôi minh bạch, thật đó, tôi minh bạch tất cả. Lúc này hộ sĩ bên ngoài vội vàng bước vào, cô ta cả kinh nói, bệnh nhân hình như không xong rồi. Tất cả mọi người ở đây đều đại kinh thất sắc, bọn họ tới bên ngoài phòng giám hộ, qua cửa sổ, có thể nhìn thấy nhân viên y tế bên trong đang khẩn trương làm việc. Huyết áp của Trương Dương đột nhiên hạ xuống, tim cũng có hiện tượng ngừng đập, Phụ Tử Lương sai người vừa tiến hành tăng huyết áp cho hắn, vừa tiến hành kích tim. Khi Từ Lập Hoa nhìn thấy hộ sĩ tiến hành giật điện Trương Dương thì mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn rồi lại hôn mê bất tỉnh. La Tuệ Ninh vội vàng chỉ huy mọi người đưa Từ Lập Hoa về phòng nghỉ, mà lúc này trong phòng giám hộ cũng ý thức được một màn này không nên để người nhà Trương Dương nhìn thấy, có hộ sĩ tới léo rèm. Sở Yên Nhiên tuy rằng biết bên này có tình trạng đột phát, nhưng cô ta thủy chung không dám tới, chỉ hai tay đan vào nhau để trên trán, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. La Tuệ Ninh tới bên cạnh của Sở Yên Nhiên, vươn tay ra ôm eo cô ta, Sở Yên Nhiên tựa trán vào vai bà ta, run giọng nói, Trương Dương không sao đâu, nó nhất định sẽ không sao. La Tuệ Ninh ôm chặt đứa con gái này, thời gian từng giây trôi qua, nửa tiếng sau, nhìn thấy Vu Tử Lương đi ra, La Tuệ Ninh và Sở Yên Nhiên cùng nhau đi tới, bà ta cảm giác được thân thể mềm mại của Sở Yên Nhiên run run như con chim nhỏ bị kinh sợ. Nếu như không phải có bà ta đỡ, chỉ sợ Sở Yên Nhiên tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Phu Tử Lương nói, khôi phục nhịp tim rồi. Mắt Sở Yên Nhiên đầu tiên là đỏ lên, sau đó thì cô ta ôm lấy La Tuệ Ninh, nước mắt rất nhanh ướt đẫm vai bà ta. Phu Tử Lương nói, tuy rằng đã khôi phục được nhịp tim, nhưng tình huống như vậy tùy thời đều có khả năng phát sinh lần nữa. Huyết áp của anh ta liên tục giảm xuống, trước mắt tất cả đều dựa vào truyền dịch và dược vật tăng huyết áp để duy trì. Tác dụng của dược vật đang liên tục giảm bớt, bệnh tình sẽ còn có thể chuyển biến xấu hơn, căn cứ vào kết quả xét nghiệm mới nhất, các phương diện cơ năng của anh ta đều bắt đầu xuất hiện tổn thương. La Tuệ Ninh nói, giáo thụ Vu, theo anh thấy thì Trương Dương còn có thể chống đỡ được bao lâu? Vu Tử Lương nhíu mày, y cuối cùng đưa ra cụ thể con số cụ thể, nếu vận khí tốt thì 3 ngày, mà cũng có lẽ không qua được tối nay. Sở Yên Nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã một lần nữa khống chế tình tự của mình. Cô ta dưng dưng nói, không có cơ hội ư. Trên mặt Phu Tử Lương tràn ngập vẻ lực bất tòng tâm, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Ở bên cạnh truyền đến tiếng khóc của Từ Lập Hoa, bà ta được con gái đỡ đi tới bên cạnh Sở Yên Nhiên, bỗng nhiên bà ta quỳ xuống trước mặt Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên hoa dung thất sắc, cũng quỳ xuống, cô, cho làm gì thế? Cô đừng làm vậy, xin đừng làm vậy. Từ Lập Hoa lệ già chứa chan, Yên Nhiên, cô xin cháu, bỏ đi. Thằng ba tội đủ rồi, đừng để nó phải chịu khổ nữa, cô xin cháu, để thằng ba được giải thoát sớm, an tĩnh mà ra đi có được không? Sở Yên Nhiên khóc không thành tiếng, đối mặt với sự cầu xin của Từ Lập Hoa. Cô ta không biết phải nói gì. La Tuệ Ninh nói, mọi người đừng vậy, trước tiên đứng lên đi đã, đứng lên đi rồi nói. Từ Lập Hoa biểu hiện ra vẻ kiên trì chưa từng có, các cô nếu không đáp ứng thì tôi xe quỷ đến chết ở đây. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi, cô, cháu tuy rằng vẫn chưa bái đường thành thân với Trương Dương, nhưng trong lòng cháu đã sớm coi anh ấy là chồng, bất kể anh ấy sống hay chết, cháu vẫn là vợ của Trương Dương, cô muốn quỳ thì cháu sẽ quỳ với cô, ép nếu có gì không hay xảy ra thì cháu sẽ lấy cái chết để tạ tội, nhưng cháu vẫn phải kiên trì, chỉ cần có một tia hy vọng cháu sẽ không từ bỏ. Triệu Tĩnh quỳ xuống bên cạnh mẹ, Yên Nhiên, anh tôi đã tử vong não rồi, anh ấy đã là người chết. Chị sao phải làm loại chuyện không có ý nghĩa như vậy, đến cuối cùng vẫn không phải là vô ích ư, để anh tôi chịu tội, cũng khiến mọi người phải khổ sở, tình cảm của chị đối với anh tôi chúng tôi đều hiểu. Nhưng chúng tôi dù sao cũng phải nghĩ cho người chết. Sở Yên Nhiên dưng dưng nói, nơi này không có chỗ cho cô lên tiếng. Triệu Tĩnh ngây ra một thoáng, cô ta the thé nói, tôi vì sao không thể nói, anh ấy là anh tôi không thể để anh tôi cho chị giày vò như vậy được. Cô ta còn chưa nói xong thì La Tuệ Ninh đã giơ tay lên tát cho cô ta một cái. Triệu Tĩnh bị đánh cho ngây ra ở đó. La Tuệ Ninh mắt phượng hàm uy nói, Yên Nhiên nói đúng, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Cô biết tình cảm của anh cô và Yên Nhiên không? Cô có biết cảm thụ hiện tại của họ thế nào không? Mẹ của cô thì có thể nói, nhưng cô thì không thể, Đinh Triệu Dũng, đưa vợ của cậu đi, đừng có ở chỗ này gây thêm phiền. Triệu Tĩnh khóc nói, nhưng đó là anh tôi.
Từ Lập Hoa cũng trách mắng, con đi đi, chỗ này không có phần cho con lên tiếng. Ninh Triệu Dũng vội vàng tới kéo Triệu Tĩnh lên. La Tuệ Ninh giữ chặt cánh tay Từ Lập Hoa, chị trước tiên đứng lên đi đã. Từ Lập Hoa lắc đầu nói, không, tôi không thể trơ mắt nhìn thằng ba chịu tội, Yên Nhiên không đáp ứng thì tôi sẽ không đứng dậy. Sở Yên Nhiên dưng dưng nói, vì Trương Dương, làm bất kỳ chuyện gì cháu cũng nguyện ý, cho dù là hy sinh tính mạng của cháu, cô, cháu có thể nói rõ với cô rằng, cháu kiên trì không phải là để đạo đức của cháu được hoàn mỹ hơn, mà bởi vì ấy còn sống, sinh mệnh của cháu mới có ý nghĩa, anh ấy nếu chết thì cháu tuyệt đối sẽ không sống thêm được một ngày. Chương 2568, Lão Tướng Xuất Mã 2. La Tuệ Ninh giật mình nhìn Sở Yên Nhiên, từ trong hai mắt đẫm lệ của cô ta, bà ta đã hoàn toàn đọc của tâm ý của cô ta. Từ Lập Hoa nói, Yên Nhiên, cô cảm ơn cháu, nhưng cô cũng muốn nói với cháu rằng, cô không cần cháu phải tự tử vì thằng ba, mỗi người các cháu đều có cuộc sống của mình, sinh mệnh của mỗi người đều là cha mẹ ban cho, cháu không có quyền quyết định khi nào thì kết thúc, trên thế giới này không chỉ có tình cảm, còn có thân thân, trong lòng cháu không chỉ có Trương Dương, còn có cha mẹ của cháu, gia đình của cháu dành tặng cho Trương Dương nhiều tình cảm như vậy, cô rất cảm động, nhưng cháu đừng quên cha mẹ của cháu. Chung quanh bỗng nhiên yên lặng, La Tuệ Ninh cảm thấy được biến hóa này đầu tiên, bà ta ngẩng đầu, nhìn thấy một ông già và một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi tới, không ngờ là Kiều Lão, bên cạnh ông ta là Kiều Mộng Viện và Kiều Bằng Phi. La Tuệ Ninh giật mình trợn tròn, bà ta căn bản không ngờ tới Kiều Lão lại tàu xe mệt nhọc đến đây, chẳng lẽ Kiều Lão tới chỉ là để gặp Trương Dương lần cuối. Kiều Lão nói, tôi tới chậm ư. La Tuệ Ninh nói, Kiều Lão, ngài sao lại tới đây? Kiều Lão gật đầu, tiếp tục hỏi, tôi đã tới chậm ư? Không ai biết nên trả lời câu hỏi của ông già này như thế nào. Sở Yên Nhiên quỳ ở đó, nói khẽ, không chậm, Trương Dương vẫn còn sống mà. Kiều Lão nói, nếu còn sống thì vì sao một đám khóc lóc thê lương thế này? Thật ra sinh lão bệnh tử là chuyện mà mỗi người phải kinh lịch qua, chúng ta lúc trước là khóc mà tới thế giới này, cho dù phải đi thì cũng phải vui vẻ mà đi chứ. La Tuệ Ninh nhẹ nhàng kéo tay áo Từ Lập Hoa, ghé vào vai bà ta nói nhỏ một câu, Từ Lập Hoa cuối cùng cũng đứng lên. Sở Yên Nhiên thì vẫn quỳ ở đó, Kiều Mộng Viện đi qua kéo tay cô ta, Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên dưng dưng nhìn Kiều Mộng Viện, cô tin anh ta đã chết rồi ư. Kiều Mộng Viện lắc đầu, ghé vào bên tai Sở Yên Nhiên nói một câu, anh ấy nếu chết thì tôi sẽ đi cùng. Không ai tình nguyện chia sẻ tình yêu, nhưng đa số người lại thích cùng nhau chia sẻ nỗi đau với người khác. Kiều Mộng Viện và Sở Yên Nhiên chính là như vậy, hai người đều minh bạch suy nghĩ trong lòng đối phương. Kiều Lão này hai người con gái này, trong đáy lòng thầm thở dài, ông ta cùng Kiều Bằng Phi tới ngoài phòng giám hộ, nhưng không hề bước vào. Phu Tử Lương biết là Kiều Lão, tới vội vàng sai người vén màn. Qua cửa sổ nhìn Trương Dương đang bất tỉnh bên trong, Kiều Lão nhíu mày, thế này là sao? Kiều Bằng Phi lo ông nội nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương thì tâm tình khổ sở, nói khẽ ông nội. Chúng ta tới phòng nghỉ đã rồi hắn nói. Kiều Lão gật đầu, vẫy vẫy tay với La Tuệ Ninh, trên đường cùng Kiều Lão tới phòng nghỉ, La Tuệ Ninh kể lại chuyện vừa rồi đã xảy ra, Kiều Lão nghe xong thì cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói, Bằng Phi, cậu đi gọi mẹ của Trương Dương và Yên Nhiên bọn họ vào đây. Đúng rồi, gọi cả bác sĩ chủ trì nữa. Không lâu sau, Từ Lập Hoa và Sở Yên Nhiên, Kiều Mộng Viện cùng nhau tới phòng nghỉ, Vu Tử Lương cũng bước vào. Kiều Lão mời mọi người ngồi xuống. Ông ta nhìn Từ Lập Hoa rồi nói, tôi nghe nói Trương Dương xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt từ Kinh Thành tới đây, không vì cái gì khác, bởi vì Trương Dương là ân nhân của tôi, là ân nhân của Kiều gia chúng tôi, người Trung Quốc chúng ta chú ý nhất là tri ân báo đáp, cho nên ông già tôi về tình về lý đều phải tới đây, muốn đích thân tới trước giường thăm Trương Dương. Từ Lập Hoa dưng dưng nói, cảm ơn Kiều Lão, nghĩ tới con trai có thể được nhiều đại nhân vật quan ái như vậy, Từ Lập Hoa kiêu ngạo vì thành tựu của con trai mình. Đồng thời lại không khỏi cảm thấy thương tâm. Kiều Lão nói, cô không cần cảm ơn tôi, ngược lại là tôi nên cảm ơn cô đã bồi dưỡng một thanh niên ưu tú như vậy cho đảng và quốc gia. Từ Lập Hoa nói, đứa nhỏ này có thể được ngài khẳng định như vậy, chắc hẳn nó nhất định có thể nhắm mắt. Kiều Lão nói, thật ra sinh tử vốn không cần phải xem nặng như vậy, chờ các cho tới tuổi của tôi rồi, sẽ hiểu được tất cả vẫn thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Ông ta ngẩng đầu nhìn Vu Tử Lương, anh là bác sĩ chủ trì của Trương Dương. Vu Tử Lương nói, chào Kiều Lão, tôi là bác sĩ chủ trì Vu Tử Lương của Trương Dương. Kiều Lão nói, bác sĩ Vu à, anh nói thật với tôi đi,
hy vọng khang phục của Trương Dương được bao nhiêu? Vu Tử Lương nói, cực kỳ bé nhỏ. Vậy chính là vẫn còn một tia hy vọng. Vu Tử Lương bẩm báo chi tiết, Kiều lão, tình huống hiện tại của Trương Dương rất xấu, chúng tôi đều là dùng dược vật để duy trì, loại tình huống này không thể kéo dài quá lâu, cơ năng thân thể của anh ta đang chuyển tiếp đột ngột, các hệ thống lớn tùy thời đều sẽ gặp phải khả năng suy kiệt, đến lúc đó thì càng không thể dung nạp. Kiều lão nói với Từ Lập Hoa, mỗi người làm mẹ đều không đành lòng nhìn thấy con cái mình phải chịu tội, nếu như loại chuyện này đổi thành là tôi, có thể tôi cũng sẽ lựa chọn như cô, nhưng nếu thực sự loại chuyện này rơi vào người tôi tuyệt đối không tham dự ý kiến, bởi vì có câu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, các cô đều quan tâm Trương Dương, nhưng quan tâm tất sẽ loạn, như hôm nay vậy, tôi là người ngoài cuộc, tôi giúp mọi người ra chủ ý, mọi người thấy có được không? Từ Lập Hoa nhìn thoáng qua La Tuệ Ninh chớp chớp mắt với bà ta, ý tứ của bà ta đã được biểu đạt vô cùng rõ ràng, Từ Lập Hoa gật đầu Kiều lão. Xin ngài cứ nói. Kiều lão nói, thằng Ôn Trương Dương này là hạng người thích ép buộc. Mặc kệ hắn gặp chuyện gì, chỉ cần có một chút ít khả năng, hắn cũng sẽ không chịu thua, thật ra cho dù không thể hắn vẫn cắn răng đi làm, ý chí của loại người như thế này thường thường sẽ hơn xa người bình thường. Tôi cho rằng hắn là người biết nắm cơ hội. Không có cơ hội thì hắn sẽ sáng tạo ra cơ hội. Nếu như vậy, chúng ta vì sao không cho hắn thêm cơ hội, cô lo hắn sẽ chịu khổ, nhưng nhân sinh có ai mà chưa từng phải chịu khổ? Có ai sống trên đời mà không bị dày vò? Sinh mệnh mới nào xuất hiện trả đi cùng cơn đau bụng sinh? Cho dù kết quả cuối cùng không như ý, chúng ta dù sao cũng vẫn phải cố gắng, chúng ta không thể bởi vì đau khổ mà óp chết cơ hội sinh tồn của một người, cho dù cha mẹ thân nhân của hắn. Từ Lập Hoa dưng dưng nói, nhưng nó đã không còn hy vọng. Kiều lão nói, hy vọng vĩnh viễn tồn tại, không phải hắn không có hy vọng, mà là cô đã mất hy vọng. Ông ta lại nhìn về phía Sở Yên Nhiên, cô tử có câu nói rất đúng, người sống trên đời không chỉ có tình cảm, còn có tình thân, không thể bởi vì gặp suy sụp trên tình cảm mà đi trừng phạt thân nhân của mình, nếu như Trương Dương thực sự không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ cháu thực sự tự tử vì hắn ư? Như vậy cha mẹ cháu sẽ nghĩ thế nào? Khi bọn họ còn sống sẽ phải sống một cách đau khổ thế nào? Chương 2569, Lão Tướng xuất mã 3. Những lời này của Kiều lão không chỉ là hướng về một mình Sở Yên Nhiên, cũng nói cho cháu gái Kiều Mộng Viện nghe, ông ta lần này sở dĩ tới Đông Giang không chỉ là vì Trương Dương, cũng là vì cháu gái của mình, trong lòng Kiều lão minh bạch, Trương Dương lần này chỉ sợ không có hy vọng tỉnh lại. Từ Lập Hoa cuối cùng cũng đáp ứng nghe theo đề nghị của Sở Yên Nhiên. Để con trai tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Sở Yên Nhiên đi ra khỏi phòng nghỉ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, di động của cô ta lúc này đổ chuông, bắt máy, đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói, Sở Yên Nhiên à? Sở Yên Nhiên gật đầu nói, là tôi, cô là ai? Tôi là Trần Tuyết, tôi muốn gặp Trương Dương, có lẽ tôi có thể cứu được anh ấy. Sở Yên Nhiên không tin Trần Tuyết có thể được Trương Dương, trong mắt cô ta. Trần Tuyết chỉ chẳng qua là dùng phương pháp này để tìm kiếm cơ hội thăm Trương Dương, cô ta nói khẽ tôi sai người xuống đón cô. Buông điện thoại, nhìn thấy Kiều Mộng Viện đang đứng cách đó không xa nhìn mình, Sở Yên Nhiên cười cười với Kiều Mộng Viện cũng cười lại, hai người đều nhìn thấy ánh lệ trong mắt đối phương. Sở Yên Nhiên chủ động bước về phía Kiều Mộng Viện, cô ta nói khẽ câu vừa rồi cô nói với tôi có phải là thật hay không? Kiều Mộng Viện nói, tôi không cần thiết phải nói dối. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi, nhỏ giọng mắng, tên hỗn đản Trương Dương này, đúng là vô trách nhiệm. Kiều Mộng Viện nói, hắn quả thực rất vô trách nhiệm, chuyện tất cả là vì hắn ả ra, nhưng hắn hiện tại lại chuẩn bị buông tay mà đi. Sở Yên Nhiên dưng dưng nói, hắn biết rõ có nhiều người như vậy yêu hắn, đau lòng vì hắn, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, nói đi là đi. Kiều Mộng Viện nói, Yên Nhiên, thật ra, tôi vẫn luôn muốn nói một tiếng xin lỗi với cô. Sở Yên Nhiên lắc đầu, không có gì phải xin lỗi cả, chúng ta không có ai sai, người sai là Trương Dương. Nhưng Trương Dương đâu, hiện tại Trương Dương có thể gánh vác sai lầm mà hắn đã phạm phải ư? Trần Tuyết được một gã cảnh sát dắt tới khu nhà binh, từ trên mặt của cô ta không nhìn ra tâm tình thực sự lúc này của cô ta, vẫn bình tĩnh trước sau như một, mắt đẹp thờ ơ, tựa hồ chuyện của Trương Dương không hề khiến tình tự của cô ta dao động. Sở Yên Nhiên gật đầu với Trần Tuyết, cô muốn vào thăm anh ấy. Trần Tuyết nói, tôi muốn vào thăm anh ta, có lẽ còn có cơ hội cứu anh ta. Sở Yên Nhiên nói, cũng tốt. Cô ta lại nói với Kiều Mộng Viện, tôi biết rất nhiều người đều chờ ở bên ngoài,
để họ vào thăm Trương Dương đi, có lẽ về sau. Thực sự không còn có cơ hội nữa. Kiều Mộng Viện nhìn Sở Yên Nhiên, trong lòng vừa cảm động lại vừa khâm phục nói không nên lời, đổi thành mình nếu như ở vị trí của Sở Yên Nhiên, chưa chắc đã có thể rộng rãi và khoái hoạt như cô ta, Kiều Mộng Viện nói cô hay là đi vào với anh ấy đi. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên, cô đoán xem, trong lòng anh ấy hiện tại rốt cuộc đang nghĩ đến ai. Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết, nếu như trong lòng anh ấy còn nhớ được thì sẽ chỉ nghĩ tới cô. Kiều Mộng Viện cảm thấy rõ ràng, khi mình nói những lời này, không hề có vẻ ghen tị và không vui, ngược lại tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, cô ta cho rằng Yên Nhiên đáng được Trương Dương yêu như vậy. Sở Yên Nhiên lắc đầu, mỉm cười nói, tôi dám khẳng định, hắn cho dù chỉ còn một chút ý thức thì cũng sẽ nhớ mỗi người chúng ta một lần, loại người như hắn nhất định không ai có thể độc chiếm nội tâm của hắn. Kiều Mộng Viện nói, hắn không phải một người tốt. Trước giờ đều không phải, hắn căn bản chính là tai họa mới đúng. Kiều Mộng Viện nói, đều nói người tốt thì không sống thọ, họa hại thì sống lâu, nói như vậy hắn chắc có thể vượt qua được cả này. Sở Yên Nhiên mỉm cười nói, hắn đời này dù sao cũng phải học được có chút trách nhiệm chứ. Trương Đại Quan Nhân vẫn nằm ở đó, trên người cắm đủ loại ống. Trần Tuyết tới bên cạnh hắn, vươn tay ra đắt lên mạch môn của hắn, cho dù cảm giác được tình trạng của Trương Dương không được lạc quan. Nhưng vẻ mặt của Trần Tuyết vẫn bình tĩnh, cô ta ở bên giường 10 phút thì ra ngoài. Sở Yên Nhiên vẫn luôn ở đó chờ cô ta, sao? Sở Yên Nhiên không biết Trần Tuyết có một thân võ công sâu không lường được. Trần Tuyết nói, tôi có lẽ có thể cứu hắn, nhưng phải mang hắn ra khỏi nơi này. Sở Yên Nhiên tràn ngập nghi ngờ nói, cô muốn mang anh ta đi. Trần Tuyết lắc đầu, không phải tôi, mà là chúng ta. Một mình tôi căn bản không làm được chuyện này. Sở Yên Nhiên nói, tôi vì sao phải tin cô? Trần Tuyết nhìn ra xa, nói khẽ tôi có thể nói chuyện một mình với cô hay không? Sở Yên Nhiên gật đầu, lúc này Kiều Mộng Viện dẫn An Ngữ Thần tới thăm Trương Dương, Sở Yên Nhiên chỉ ra ban công, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Hai người ra tới bên ngoài, ánh trăng rất đẹp, chiếu sáng cả bầu trời đêm, Trần Tuyết nhìn trăng, nhớ ra ba ngày nữa chính là rằm. Sở Yên Nhiên nói, cô muốn nói gì với tôi? Trần Tuyết giơ tay lên, Sở Yên Nhiên nhìn lòng bàn tay của cô ta, bỗng nhiên phát hiện bàn tay trắng nõn của cô ta dần dần biến thành bán trong suốt, cuối cùng thì không ngờ hoàn toàn biến thành trong suốt, ánh trăng xuyên qua bàn tay chiếu xuống, cảnh vật bên ngoài có thể thấy được rõ ràng, đôi mi thanh tú của Sở Yên Nhiên nhăn lại. Trong mắt đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên, ảo thuật à. Trần Tuyết nói, môn võ công này tên là sinh tử ấn, sau khi luyện thành thì có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng tôi cách hóa cảnh còn rất xa. Chỉ chẳng qua là vừa mới nhập môn thôi, tôi vốn cho rằng có thể được Trương Dương, vừa rồi xem thử kinh mạch của hắn, phát hiện bằng vào năng lực của tôi thì căn bản không thể cứu hắn được. Sở Yên Nhiên thở dài nói, thế chẳng thà đừng nói còn hơn. Trần Tuyết nói, Trương Dương có phải từng nói với cô hắn là người cổ đại hay không? Sở Yên Nhiên nghe vậy thì ngẩn ra, cô ta chợt lại gật đầu, không sai, anh ấy quả thực từng nói như vậy. Trần Tuyết nói, hắn không phải nói đùa với cô đâu. Lời nói của hắn hoàn toàn là sự thật. Sở Yên Nhiên nửa tin nửa ngờ. Trần Tuyết nói, hắn từ triều Đại Tùy tới, kiếp trước là thần y Đại Tùy Trương Nhất Trâm, cô nghĩ lại đi, người trẻ tuổi nào lại có một thân y thuật thần hồ kỳ kỹ như vậy, nếu như y thuật có thể dùng tổ truyền để giải thích, như vậy thì võ công xuất thần nhập hóa của hắn có được từ đâu? Sở Yên Nhiên nói, trên người anh ấy quả thực có rất nhiều chỗ đặc biệt không thể giải thích. Trần Tuyết nói, khoa học hiện đại cũng không thể giải thích quan hệ chân chính của thân thể và ý thức, vụ nổ thình lình xảy ra đó khiến ý thức và thân thể vốn kết hợp chặt chẽ của Trương Dương gặp phải nguy hiểm thoát ly, trên đời này chỉ có một người có thể cứu hắn, đó chính là chính hắn, nhưng hắn hiện tại cơ hồ đã mất ý thức, một người đã mất ý thức thì sao có thể sử dụng võ công của mình. Cho dù trên người hắn có võ công cường đại như thế nào, mất ý thức rồi tất cả đều vô dụng. Sở Yên Nhiên nói, có biện pháp nào có thể khiến anh ấy khôi phục ý thức hay không? Trần Tuyết nói, trong hoàn cảnh đặc biệt, có thể khiến ý thức của hắn một lần nữa trở về bản thể, ví dụ như thời gian đảo lưu. Sở Yên Nhiên nghe Trần Tuyết nói vốn cảm thấy rất nhảm nhí, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Trương Dương thực sự là người cổ đến từ triều Tùy, như vậy tất cả những gì cô ta nói vẫn có thể thành lập, Sở Yên Nhiên nói thời gian sao có thể đảo lưu được. Trần Tuyết nói, tôi cũng không chắc chắn 100%, nhưng với hắn mà nói thì có lẽ chỉ có cơ hội này, nếu như mặc cho tình huống của hắn chuyển biến xấu đi, chỉ sợ. Cô ta không nói hết,
nhưng đã biểu đạt nỗi lo của mình một cách rõ ràng. Sở Yên Nhiên nói, tôi sẽ không để tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, tôi đã liên hệ với kho đông lạnh cơ thể người Atabuck của nước Mỹ rồi, nếu như thực sự không thể vãn hồi, tôi sẽ nhờ người làm đông lạnh cơ thể anh ấy. Trần Tuyết nói, đóng băng thân thể. Sở Yên Nhiên nói, đây là một ngày học mới, có thể dùng nitơ lỏng cất giữ thân thể người ở nhiệt độ -196, để sinh mệnh ở trạng thái tạm ngắt, cho dù trước mắt vẫn chưa tìm thấy phương pháp thỏa đáng để giải cứu Trương Dương, nhưng tôi tin chỉ cần có thời gian thì sẽ có cơ hội. Trần Tuyết gật đầu, thời gian chính là cơ hội. Mắt đẹp Sở Yên Nhiên Dương Dương nói, tôi chỉ là lo, tới khi trình độ chữa bệnh thực sự có thể khiến anh ấy khang phục, anh ấy vẫn còn trẻ, mà chúng ta thì già đi, thậm chí đã rời khỏi thế giới này, cô nói xem đến lúc đó, anh ấy còn nhớ được đám người chúng ta hay không? Trần Tuyết nói, anh ấy sẽ không hạnh phúc, hơn nữa cho dù là đóng băng thân thể thì cũng không thể thực sự khiến hắn quay lại, tôi vừa nói rồi, cô có thể đóng băng thân thể của một người, nhưng không thể nào giữ được ý thức ngày xưa của hắn được. Sở Yên Nhiên nói, cô chắc chứ? Trần Tuyết nói, trên người Trương Dương có một khối bản dập nghịch chuyển càn khôn, dựa vào khối bản dập đó, có lẽ có thể tìm được cơ hội giải cứu hắn. Sở Yên Nhiên nói, các cô đi tìm bản dập, tôi an bài những chuyện khác. Chương 2570, Lão Tướng xuất mã 4. Triệu Quốc Cường tối hôm đó tới thăm Trương Dương hơi muộn, nhìn thấy Trương Dương ngày xưa sinh long hoạt hổ hiện giờ biến thành bộ dạng này, Triệu Quốc Cường cũng không khỏi khổ sở. Thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa vừa hay cùng Tống Hoài Minh, Chu Hưng Dân tới gặp mặt Kiều Lão, khi Tống Hoài Minh và Chu Hưng Dân đi tiếp Kiều Lão, Cao Trọng Hòa không vào theo, mà là tới bên cạnh Triệu Quốc Cường, nói khẽ có phát hiện gì. Hành động gần đây của Triệu Quốc Cường đều trực tiếp báo cáo với y. Triệu Quốc Cường nói, có một số phát hiện, tôi hoài nghi Tiêu Quốc Thành là người Nhật Bản. Hắn kể lại chuyến đi tới thôn Tiểu Thạch Hoa. Cao Trọng Hòa nhíu mày. Y cũng không ngờ chuyện lại biến đổi bất ngờ như vậy. Nghe thấy Triệu Quốc Cường nhắc tới Kinh Sơn huyết chiến, Cao Trọng Hòa a một tiếng, y bỗng nhiên nói, trận chiến đấu năm đó Tiết Lão là tổng chỉ huy, Kiều Lão là chính ủy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì lão nhân gia chắc biết rõ. Triệu Quốc Cường nghe vậy thì vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, thật ư. Quả nhiên là đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công. Cao Trọng Hòa dẫn Triệu Quốc Cường tới phòng nghỉ gặp mặt Kiều Lão. Kiều Lão đang nói chuyện với hai người Tống Hoài Minh, Chu Hưng Dân, từ vẻ mặt của hai người cho thấy, đề tài Kiều Lão nói vô cùng nghiêm túc, hai người không nói gì, chỉ không ngừng gật đầu. Nếu như không có chuyện quan trọng thì Cao Trọng Hòa đương nhiên sẽ không tới đây quấy rầy. Sau khi tiến vào, y giới thiệu Triệu Quốc Cường với Kiều Lão, sau đó để Triệu Quốc Cường tự mình kể lại phát hiện. Kiều Lão lắng nghe, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đợi cho Triệu Quốc Cường thuật lại hết cả chân tướng sự kiện rồi, ông ta không ngờ đứng bật dậy. Đi qua đi lại trong phòng, qua một hồi lâu mới dừng lại phía trước cửa sổ, nói khẽ anh nếu không nhắc tới thì tôi cũng suýt nữa quên chuyện này. Năm đó tôi và Lão Tiết là cùng nhóm, tôi là chính ủy, Sơn Giã Chi Lương là một trong những tướng lãnh nổi danh của quân Nhật, Kinh Sơn huyết chiến khai hỏa sớm nhất ở huyện Tây Sơn, trải qua ác chiến gian khổ 3 ngày 3 đêm. Chúng tôi đánh tan bộ đội chủ lực của quân Nhật. Thành công chiếm lĩnh thị trấn Tây Sơn. Thống soái Sơn Giã Chi Lương của quân Nhật xuất lĩnh tàn quân trốn tới thị trấn Tây Sơn, ở cửa đông thị trấn bị bộ đội bên ta chặn lại, tàn quân lại chết quá nửa. Sơn Giã Chi Lương dẫn tàn quân may mắn còn sống sót trốn vào vùng Lô Gia Lương, lúc ấy tôi và Lão Tiết chia binh làm hai đường, anh ta tự mình xuất lĩnh hai đoàn binh lực tiếp tục truy kích tàn quân của Sơn Giã Chi Lương, tôi thì dẫn người còn lại củng cố hậu phương. Kiều Lão tạm dừng một chút. Suy nghĩ của ông ta đắm chìm trong thời đại bom đạn khói lửa đó, khi kiểm kê tù binh thì ở hiện trường phát hiện một nữ nhân Nhật Bản, cô ta bế một đứa nhỏ còn trong tã lót, thông qua chỉ ra và xác nhận của phiên dịch, tôi biết cô ta là lão bà của Sơn Giã Chi Lương, đứa nhỏ đó chính là con trai của Sơn Giã Chi Lương. Khi phát hiện nữ nhân Nhật Bản đó, cô ta đã bị thương, trong hỗn chiến bị đạn lạc bắn trúng, tôi bảo bác sĩ trị liệu cho cô ta, nhưng cuối cùng vẫn ra đi, đứa nhỏ ấy năm đó mới hơn 1 tuổi. Mấy người đều lặng lặng lắng nghe Kiều Lão thuật lại chuyện năm xưa, tất cả đắm chìm trong cố sự này. Kiều Lão nói, Lão Tiết thừa thắng xông lên, sau khi trở về thì nói cho tôi biết tin tức tàn quân Sơn Giã Chi Lương xuất lĩnh đã tự sát, tôi nói với anh ta chuyện Lão bà và con trai Sơn Giã Chi Lương. Lão Tiết và Sơn Giã Chi Lương đánh nhau không ít lần, hai người có thắng có bại, anh ta đối với Sơn Giã Chi Lương này vẫn có chút thưởng thức, nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy đó. Con trai của Sơn Giã Chi Lương vẫn luôn khóc, bất kể ai dỗ cũng không nín,
nhưng vừa gặp Lão Tiết thì không ngờ vươn tay ra gọi Âu Đấu Tang. Tống Hoài Minh và Chu Hưng Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người hiểu một chút tiếng Nhật, biết Âu Đấu Tang chính là ba ba. Kiều Lão nói, tôi còn nhớ tình cảnh lúc đó, Lão Tiết lúc đó mắt đỏ lên, anh ta lao lên ôm đứa nhỏ đó, miệng không ngừng gọi Ân Huệ Tử, Ân Huệ Tử, từ hôm nay trở đi, con chính là con ta. Mấy người trên mặt đều lộ ra nụ cười, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy cảnh ấy, nhưng cũng đủ tưởng tượng ra nó vô cùng ấm áp. Kiều Lão tiếp tục nói, lúc ấy mấy người chúng tôi đều khuyên Lão Tiết rất nhiều, nói đứa nhỏ này là sói con, căn bản không nuôi được, bảo Lão Tiết đưa tới viện Phúc Lợi, nhưng Lão Tiết và đứa nhỏ đó đặc biệt hợp ý, nhìn thế nào cũng thấy yêu, bất kể ai khuyên anh ta cũng không nghe, lúc ấy anh ta khăng khăng muốn dẫn đứa nhỏ này về, lo lão bà sẽ không đồng ý thu dưỡng một đứa nhỏ Nhật Bản. Vì thế tôi nghĩ chủ ý giúp anh ta, lúc ấy vừa hay có vị đội trưởng họ Tiêu hy sinh ở trong chiến tranh, y bảo Lão Tiết tuyên bố với bên ngoài rằng, đứa nhỏ này là con mồ côi của đội trưởng Tiêu, như vậy người ta sẽ không nói năng gì nữa, đối với sự trưởng thành của đứa nhỏ này trong tương lai cũng có lợi hơn, bởi vì Lão Tiết dặn đi dặn lại, mấy người biết nội tình chúng tôi đều giữ bí mật cho anh ta, sau khi kinh lịch chiến tranh giải phóng, người biết chuyện này lúc ấy cũng hy sinh khá nhiều, người may mắn còn sống chỉ có tôi và Lão Tiết. Cho nên chuyện này thành bí mật giữa hai người chúng tôi. Triệu Quốc Cường nói, Kiều Lão, theo như ngài nói, Tiêu Quốc Thành trước đây tên là Tiêu Minh Hiên, và sớm hơn nữa thì hắn là người Nhật Bản họ Sơn Giã. Kiều Lão nói, hắn trước đây tên gì thì tôi không nhớ, tóm lại về sau bởi vì Lão Tiết gặp nạn, hắn cũng bị vạ lây, về sau thì ra nước ngoài làm kinh thương, khi tôi và Lão Tiết gặp mặt cũng rất ít nhắc tới chuyện này, thời gian qua lâu rồi. Tôi cơ hồ cũng hoàn toàn quên mất chuyện này, nếu như không phải cậu nhắc tới thì chỉ sợ tôi cả đời này cũng sẽ không nhớ tới. Tống Hoài Minh, nói Quốc Cường, cậu vì sao lại cảm thấy hứng thú với người này như vậy? Triệu Quốc Cường nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, một loạt sự kiện gần đây có thể đều là do hắn làm ra, mục đích của hắn có lẽ để báo thù chuyện năm đó. Nghe thấy hai chữ báo thù, nội tâm Kiều Lão không khỏi chấn động, ông ta nhớ tới cú điện thoại thần bí con trai vừa nhận được. Nhớ tới nỗi nhục mà Kiều gia phải chịu, chẳng lẽ tất cả đều là nhân quả mà năm đó gieo? Trên đời này không có yêu vô duyên vô cớ, càng không có hận vô cớ vô duyên, Tiết Thế Luân ngồi trong phòng thẩm vấn, bên trong chỉ có một mình y, Tiết Thế Luân cầm cốc cà phê trên bàn lên, Quốc An bắt người không cần chứng cớ à? Trong máy truyền âm trên vách tường truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, Lão Tiết anh minh một đời, nhưng không ngờ lại sinh ra loại con trai bại hoại như anh. Tiết Thế Luân ngẩng đầu tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói, anh là ai? Vì sao không dám hiện thân gặp mặt? Không phải không dám, là khinh thường, tôi và Lão Tiết là bằng hữu bao nhiêu, lúc sinh tiền anh ta từng nhắc tôi giúp chiếu cố anh, nếu như anh ta biết con trai mình làm ra nhiều chuyện vô liêm sỉ như vậy, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Tiết Thế Luân tức giận nói, ông dựa vào gì mà giáo huấn tôi? Trung Quốc là có pháp luật, các ông không thể bắt người vô căn cứ, tôi cảnh cáo ông. Chỉ cần tôi mất tích hơn 48 tiếng đồng hồ, sẽ kinh động tới chính phủ nước Mỹ, đến lúc đó sẽ dẫn phát một hồi bão tố ngoại giao. Giọng nói đó bật cười, trong tiếng cười mang theo vẻ trào phúng, anh cho rằng mình quan trọng lắm ư. Quan trọng đến mức chính phủ nước Mỹ sẽ ra mặt vì anh. Anh từ nhỏ đã quá mức tự phụ, tự cao tự đại, cho rằng người khác đều không bằng anh, nhưng anh có biết hay không, mình trong nhiều năm qua chỉ chẳng qua là một quân cờ, một đứa ngốc bị người khác lợi dụng mà thôi. Tiết Thế Luân giận không thể át nói, ông có tư cách gì mà giáo huấn tôi? Tôi không muốn giáo huấn anh, tôi hỏi anh mấy chuyện. Thứ nhất, những năm gần đây anh có phải vẫn luôn làm chuyện di dời tiền tham ô và buôn lậu hay không? Không, tôi không bảo anh trả lời, anh trước tiên nghe tôi nói cho xong đã. Vụ án của Cố Giai Đồng ở sông Niagara là anh sai người làm, Triệu Quốc Lương bị giết ở Đông Giang cũng là anh làm. Nếu như nhất nhất liệt kê từng vụ án mạng mà anh làm, chỉ sợ nói đến ngày mai cũng không hết. Tiết Thế Luân nói, dục ra chi tội, muốn vu hãm tôi ư. Tôi đối với phong cách làm việc của Quốc An các ông ít nhiều cũng hiểu được một chút, ông cho rằng, chỉ bằng vào ông mà có thể khiến tôi khuất phục ư. Tôi không định bắt anh phải khuất phục, tôi thậm chí cũng không định cho anh cơ hội phân biệt, bởi vì đã không còn cần thiết nữa rồi. Tôi nói với anh mấy tin tức, Vương Quân Giao đã bị chúng tôi bắt, cô ta đang ở viện Phúc Lợi Gia Thịnh của Singapore thăm một thanh niên tàn phế thì xa lưới. Sắc mặt của Tiết Thế Luân đã bắt đầu thay đổi. An Đạt Văn Triều ngày hôm qua đã bị cảnh sát Đài Loan bắt, tính thêm An Đức Hằng trước đó đã lọt vào tay chúng tôi, ba người này có phải có thể khai ra rất nhiều chuyện của anh hay không? Tiết Thế Luân cười ha ha,
nói, bọn họ có liên quan gì tới tôi? Muốn lợi dụng bọn họ để vu hãm tôi ư? Tôi không quan tâm. Chương 2571, đêm trăng tròn 1. Anh có thể không quan tâm tới bản thân, nhưng anh không thể không bận tâm tới thể diện của cha anh không thể không bận tâm tới vinh dự của Tiết gia các anh. Anh tự cho là rất thông minh, lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với chính sách, luồn qua lỗ hổng của quốc gia, không ngừng tuồn thu nhập mà các quan viên hủ bại nhờ ăn hối lộ trái pháp luật mà có ra nước ngoài, rồi thông qua mạng lưới làm ăn của anh rửa sạch, từ trong đó kiếm được món lãi cách xù, anh có biết cách làm của mình đã gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của quốc gia hay không? Tiết Thế Luân nói, chứng cớ, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Tiết Thế Luân, chẳng lẽ anh còn chưa nhận thức rõ một chuyện, khi quốc an muốn đối phó với một người, căn bản không cần chứng cớ, anh cho rằng mình rất quan trọng ư? Địa vị của anh, quan hệ của anh, tất cả của anh đều là cha anh ban cho, tất cả vầng sáng trên người anh, có được không phải nhờ bản lĩnh của anh, mà là vì anh là con trai của Thiết Lão, cho nên mới được thơm lây. Muốn chứng cớ thì tôi hiện tại có thể cho anh một số chứng cớ. Năm đó dì anh ở huyện Đại Cô làm bí thư huyện ủy, tham ô công khoản, chuyện này bị bí thư thị ủy Lương Bắc Cố Doãn Chi đương nhiệm thời đó phát hiện, anh để xóa đi ảnh hưởng của chuyện này, tới tìm Triệu Vĩnh Phúc, quản đốc nhà máy sắt thép Lương Bắc vay tiền, nhưng bị cự tuyệt, về sau lại có người giúp anh giải quyết nan đề này, người đó là anh trai nuôi của anh Tiêu Quốc Thành có đúng không? Tiết Thế Luân nói, chuyện cũ năm xưa hiện tại nhắc lại có ý nghĩa gì? Nếu như anh có thể quên... Như vậy có lẽ thực sự có thể coi là chuyện cũ năm xưa, nhưng, anh không thể quên, anh là hạng người không có lòng dạ khoan hồng độ lượng, từ phong cách làm việc của anh cho thấy, anh là hạng người có thù tất báo. Tiết Thế Luân nói, mục đích của ông đơn giản là muốn đánh tôi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, tôi cũng chẳng muốn lý luận với ông làm gì. Tiết Thế Luân, anh vẫn không đổi được tật xấu của mình, tự cho mình thâm cao. Thực sự coi mình trở thành nhân vật số một ư, chẳng lẽ anh đến giờ vẫn chưa phát hiện. Mỗi một bước đi của mình trong bao năm qua đều là bị người khác dắt mũi lôi đi ư. Lời chứng của An Đạt Văn, Vương Quân Giao tuy rằng không quan trọng, nhưng anh có ngờ hay không, có người đã cung cấp tất cả chứng cứ phạm tội trong quá khứ của anh cho quốc an. Đúng vậy, anh đã bị người ta bán đứng, tôi nghĩ anh chắc đã biết người bán đứng anh là ai. Tiết Thế Luân cười ha ha, nói quốc an am hiểu nhất chính là loại thủ đoạn lừa gạt này ư. Đối với anh thì không cần, Tiết Thế Luân, Tiêu Quốc Thành đã trốn ra nứa ngoài rồi. Tất cả chứng cứ phạm tội chúng tôi trước mắt đang nắm giữ đều là hướng về anh đã không còn đường để đi nữa rồi, chuyện của anh đã kinh động tới cao tầng, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt trong nước và ngoài nước, tôi không thể không rất đau lòng nói với anh rằng, danh dự của Tiết Lão đã bị anh làm vấy bẩn. Tiết Thế Luân nắm chặt hai đấm, nghe thấy đối phương nói ra tên của Tiêu Quốc Thành, phòng tuyến nội tâm của hắn đã bắt đầu buông lỏng. Đối phương không phải đang nói chuyện giật gân, xem ra quốc an quả thực đã nắm giữ được không ít nội tình. Giọng nói đó tiếp tục, có thể anh cho tới bây giờ vẫn không rõ, vì sao Tiêu Quốc Thành muốn đối phó anh. Tiết Thế Luân nói, tôi minh bạch rồi. Tạm dừng một chút, y mới nói, có phải bởi vì Kiều Mộng Viện hay không? Trong máy truyền âm lại truyền đến tiếng thở dài, tôi đã đánh giá cao anh rồi, thật ra anh không thông minh như trong tưởng tượng của tôi. Năm đó Tiêu Quốc Thành về nước, hắn vì sao muốn gặp gỡ Mạnh Truyền Mỹ, tình nhân cũ gặp lại, vì sao lại gọi anh đi làm bóng đèn? Tiết Thế Luân cắn môi. Trên mặt đã không còn chút huyết sắc. Anh vẫn luôn coi Tiêu Quốc Thành như anh ruột mình, hắn đối với anh Thủy Chung cũng rất tốt, thậm chí so với anh em ruột của anh thì còn quan tâm săn sóc anh hơn, ngày đó khi hai người ở với nhau có phải từng uống rất nhiều rượu hay không? Trong lòng người trẻ tuổi ai cũng có đối tượng hâm mộ, anh thích Mạnh Truyền Mỹ, lúc ấy các anh đều uống say, anh có nghĩ tới hay không, vì sao Tiêu Quốc Thành lại để anh và Mạnh Truyền Mỹ ở chung với nhau, anh tuy rằng không phải là người tốt gì. Nhưng anh đối với vị đại ca Tiêu Quốc Thành này vẫn luôn rất tôn kính, anh sao lại đi động vào nữ nhân của hắn? Anh cho rằng chỉ là vì mình uống say rồi loạn tính ư? Tiết Thế Luân run giọng nói, ông đang nói bậy bạ gì đó. Tôi có phải đang nói bậy hay không thì trong lòng anh tự rõ, anh bị người ta lừa hơn 20 năm, anh hiện tại cẩn thận nghĩ lại đi, năm đó trong rượu có phải có vấn đề hay không? Nội tâm Tiết Thế Luân giống như rơi vào vực sâu không đáy. Nếu như những gì đối phương nói là thật, như vậy người thiết kế cái bẫy này thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Giọng nói đó tiếp tục, Mạnh Truyền Mỹ đã kết hôn, hơn nữa đã có một đứa con trai với Kiều Trấn Lương, cô ta và anh xảy ra loại chuyện này, nếu như bị lộ ra, Tiết gia và Kiều gia các anh chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi, nhưng khi đó lại là một thời đại đặc thù, anh lại trùng hợp là kẻ nhu nhược,
sau khi phát sinh sự kiện đó, anh không ngờ không dám đối mặt mà lựa chọn bỏ đi. Đáng thương nhất là Mạnh Truyền Mỹ, cô ta không ngờ không biết mình và mối tình bất luân đã xảy ra. Tên lập kế hoạch đó vốn muốn tiết lộ sự kiện này, nhưng tính nhẫn nại của hắn rất tốt, vẫn đợi thời cơ thích hợp hơn, nhưng về sau hắn lại đổi ý, có lẽ là cho rằng vạch trần đáp án quá sớm thì sẽ không có được khoái cảm của báo thù, có lẽ là hắn nghe nói tin tức Mạnh Truyền Mỹ có bầu. Tóm lại hắn đã thay đổi kế hoạch báo thù của mình, hắn quyết định thả dây dài câu cá lớn, muốn hai nhà Tiết Kiều phải chịu nỗi nhục nhã to lớn hơn. Móng tay Tiết Thế Luân đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nội tâm hắn bị sợ hãi và hối hận bao phủ, đối phương nói không sai, trước giờ mình luôn là bị người khác dắt mũi kéo đi. Giọng nói đó thở dài, anh khẳng định không nghĩ ra, hắn vì sao muốn yếu hại anh ư? Tiết Thế Luân nói khẽ, nói cho tôi biết, cho tới giờ hắn vẫn lầm tưởng rằng Tiêu Quốc Thành là vị yêu mà sinh hận, nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngay cả nghiệt duyên của mình và Mạnh Truyền Mỹ đêm hôm đó cũng là Tiêu Quốc Thành cố ý an bài, rốt cuộc là gì đã khiến hắn hận mình như vậy? Không ngờ có thể lợi dụng được gã những nhân yêu hắn. Tiết Thế Luân thực sự cảm thấy rất sợ. Anh hiện tại nói cho tôi biết, người hại anh là ai? Tiết Thế Luân cúi đầu, tay đập mạnh vào trán, nói khẽ Tiêu Quốc Thành. Hắn từng tên là Tiêu Minh Hiên, cha hắn không phải là họ Tiêu, hắn là đứa con Nhật Bản mồ côi mà cha anh thu dưỡng trong chiến tranh kháng Nhật. Cha ruột của hắn tên là Sơn Dã Chi Lương, là đại tướng nổi danh của quân xâm lược Nhật Bản. Trong chiến tranh xâm chiếm Trung Quốc đã phạm vô số hành vi phạm tội, hai tay dính đầy máu tươi của người Trung Quốc. Chương 2572, đêm trăng tròn 2. Tiết Thế Luân thét lên kinh hãi, hắn và Tiêu Quốc Thành quen nhau gần 50 năm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tên anh trai nuôi của mình không ngờ là con mồ côi Nhật Bản. Cha chưa bao giờ nhắc tới với y, cũng không có ai trong nhà tiết lộ tin tức có liên quan cho y. Tôi đã tra tư liệu về Sơn Dã Chi Lương rồi. Sơn Dã Thái Trì, cha của Sơn Dã Chi Lương từng là thủ lĩnh Giao Long Hội Nhật Bản, trong Thế chiến thứ hai Giao Long Hội dưới sự chỉ huy của hắn có phạm vi hoạt động lan ra khắp các quốc gia châu Á. Sau khi Sơn Dã Chi Lương chết, Sơn Dã Thái Trì đã bỏ rất nhiều cung sức để tìm đứa cháu thất lạc. Tôi nghĩ sau khi Tiêu Quốc Thành hiểu chuyện không bao lâu thì Giao Long Hội tìm được hắn, lặng lẽ bồi dưỡng, cũng nói cho hắn biết thân thế của hắn. Mà các anh thì lại thủy chung chẳng hay biết gì, Tiêu Quốc Thành sau khi biết thân thế của mình, liền bí mật triển khai hành động báo thù, căn cứ vào phân tích của tôi, hắn cho rằng cái chết của Sơn Dã Chi Lương là Tiết Lão và Kiều Lão tạo thành, cho nên hắn tập trung mục tiêu báo thù lên người của Nhĩ Alox. Tiêu Quốc Thành và anh không hổ là anh em kết nghĩa, lòng trả thù của các anh đều rất nặng, chỉ có điều Tiêu Quốc Thành so với anh thì cao minh hơn, giỏi che giấu mình hơn, hắn biết cách trả thù tốt nhất không phải giết chết cửu nhân, mà là khiến cửu nhân thân bại danh liệt. Hắn bắt đầu từng bước dẫn đường anh, mà anh dưới sự dẫn đường của hắn bất chi bất giác đã dấn thân vào vực sâu. Đừng nói nữa, Tiết Thế Luân hét lớn, hai mắt phủ kín tơ máu, vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Giọng nói vẫn tiếp tục, cảm thấy thời cơ thành thục rồi, hắn bắt đầu thu gặt thành quả của mình, mà lòng trả thù của anh, khiến anh càng xa trên con đường sai lầm. Tư liệu phạm tội của anh mà hắn cung cấp cho chúng tôi dày tới cả thước, nếu như những tư liệu này bị công khai, danh dự của Tiết Lão sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Trong mắt Tiết Thế Luân nổi lên lệ quang hối hận, việc tôi làm, tự tôi gánh vác, tất cả những chuyện này không liên can tới cha tôi, không liên can tới Tiết gia. Nếu như anh có giác ngộ như vậy sớm thì chuyện cũng sẽ không phát triển đến mức này. Tiết Thế Luân nói, nhất định phải bắt được hắn. Trước khi tố cáo anh, Tiêu Quốc Thành đã chọn sẵn đường lui, những năm gần đây, anh kinh doanh mạng lưới rửa tiền, buôn lậu, mà hắn chỉ lợi dụng mạng lưới của anh để kiếm tiền, cũng tích lũy được tài phú kinh người, hiện tại để lại hết tất cả trách nhiệm cho anh, mà hắn chỉ cần thay một thân phận mới là có thể mang theo tài phú lớn, nhờ như ngoài vòng pháp luật. Tiết Thế Luân nói, tôi nắm giữ được không ít sản nghiệp bí mật của hắn, vẫn có cơ hội bắt được hắn. Đối phương thở dài, anh cho rằng Tiêu Quốc Thành sẽ thành thành thật thật chờ chúng ta tới bắt hắn ư. Tiết Thế Luân, tôi nói với anh việc này, không phải bắt anh phối hợp với chúng tôi làm gì, mà là muốn anh thực sự nhận thức được sai lầm của mình, anh có hiểu hay không, anh xong rồi, tất cả chứng cứ đều hướng vào anh, tuy rằng tôi biết có một số việc có lẽ là Tiêu Quốc Thành làm, nhưng anh hiển nhiên đã trở thành người chịu tội thay cho hắn. Giáo thụ Hoa có thói quen ngồi trong bóng tối, ông ta thở dài, cảm thấy một đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên vai mình, nói khẽ ông và Tiết Lão quen nhau rất nhiều năm, thực sự không muốn nhìn thấy con hắn rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lệ Phù nói, là tự hắn chọn, chẳng trách được ai.
Giáo thụ Hoa nói, Tiêu Quốc Thành chắc là thông qua Nghiêm Quốc Chiêu cung cấp những tài liệu này, từ đó cho thấy, Trương Bích Quân cũng chết ở trong tay hắn. Lệ Phu nói, cháu thật sự không nghĩ ra, một người sao có thể âm hiểm tới mức này. Không ngờ mất mấy chục năm thời gian để trả thù, Tiết lão dù sao cũng có ơn dưỡng dục với hắn, chẳng lẽ hắn không có một chút lương tâm nào ư? Giáo thụ Hoa nói, có lẽ đây là bản tính của dân tộc họ. Tiết lão đời này đã làm sai nhất chính là chuyện này. Lệ Phu nói, cháu sẽ tìm được hắn, cho dù đi khắp chân trời góc biển, thì cháu cũng phải tìm ra hắn. Cô ta tin chắc còn có cơ hội, Tiêu Quốc Thành vẫn khống chế tài phú lớn của gia tộc Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn còn sống, quân cờ lúc trước hắn một tay bố trí có lẽ sẽ trở thành quả mìn cuối mình khiến hắn nổ chết. Giáo thụ Hoa nói, tình huống của Trương Dương bên kia thế nào rồi? Nhắc tới Trương Dương, nội tâm Lệ Phù lại đau đớn, cô ta cúi đầu, Sở Yên Nhiên đã thuyết phục người nhà của hắn, đóng băng thân thể của Trương Dương, hy vọng tương lai. Lệ Phù rốt cuộc không nói nổi nữa, xoay người đi, hai hàng lệ nóng chảy xuống. Khi tiến bước Trương Dương, từ Lập Hoa khóc tới chết đi sống lại, trong mắt bà ta con trai đã, chuyên gia được mời từ nước Mỹ đến đưa thân thể của Trương Dương vào trong một thùng được đặc chế từ sợi thủy tinh với nhiệt độ ổn định. Bảo tồn trong nitơ lỏng trừ 196 độ, đây là để tránh thân thể của Trương Dương bị vi sinh vật lây bệnh và phá hoại. Từ Lập Hoa bảo người thân thu thập di vật của Trương Dương, chuẩn bị đem mấy thứ này tới thôn Tiểu Thạch Hoa, quê của Trương Dương để chôn. Trong lòng bọn họ thủy chung có khái niệm nhập thổ vi an, nói sao cũng phải lập mộ chôn quần áo và di vật cho Trương Dương, về sau hàng năm tới tảo mộ tưởng nhớ. Tỉnh Lý cũng làm ra một số biểu hiện, chịu ủng hộ một số tiền lớn ra. Còn đặc biệt trao tặng Trương Dương liệt sĩ, truy nhận hắn là đảng viên cộng sản ưu tú. Nhưng đối với thân nhân của Trương Dương mà nói, những thứ này đều không quan trọng. Trước khi Trương Dương bị đóng băng thì rời khỏi bệnh viện, Đỗ Thiên Giã đặc biệt dẫn Trần Sùng Sơn tới tiễn hắn. Trần Sùng Sơn ở hiện trường nhìn thấy Kiều lão, có chút kích động đi tới, chính ủy Kiều, ngài còn nhớ tôi không? Kiều lão nhìn Trần Sùng Sơn, hơn nửa ngày mới từ trong trí nhớ tìm kiếm ra một cái tên, anh là Tiểu Trần. Anh là Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn kích động gật đầu, Kiều lão bước tới cầm tay y, Sùng Sơn à, đúng là anh rồi, bao năm qua anh đã đi đâu? Trần Sùng Sơn nói, chẳng đi đâu cả, vẫn luôn ở núi Thanh Đài. Kiều lão gật đầu, ông ta lại nghĩ tới gì đó, nói với Tống Hoài Minh ở bên cạnh, Trần Sùng Sơn, năm đó khi Kinh Sơn huyết chiến anh ta cũng có mặt, là liên trưởng của Tiêu Đao Liên, nhiệm vụ truy kích Sơn Giã Chi Lương cuối cùng cũng là anh ta phụ trách. Khi Kiều lão những lời này không hề cân nhắc quá nhiều. Triệu Quốc Cường nghe thấy thì trong lòng lại cả kinh, Trần Sùng Sơn năm đó là liên trưởng của Tiêm Đao Liên, hơn nữa phụ trách truy kích Sơn Giã Chi Lương, về sau con y Trần Thiên Trọng lại trùng hợp về nông thôn với Tiêu Quốc Thành, trong bóng tối chẳng lẽ sớm có định số, nghĩ tới Trần Thiên Trọng đã chết sớm nhiều năm, Triệu Quốc Cường lập tức từ bỏ ý định gợi lại nỗi đau của Trần Sùng Sơn, có những chuyện cũ tốt nhất hãy để trong lãng quên. Chương 2573, đêm trăng tròn 3. Trần Sùng Sơn giới thiệu cho con trai mình Đỗ Thiên Giã với Kiều lão, Kiều lão đã khá quen thuộc với Đỗ Thiên Giã, trước mắt Đỗ Thiên Giã vẫn ở Tĩnh Hải, rất được Kiều Trấn Lương coi trọng, Kiều lão rất ôn hòa hàn huyên vài câu với Đỗ Thiên Giã. Trần Tuyết tới bên cạnh ông nội, nói khẽ ông nội. Trần Sùng Sơn nhìn ra cô ta hôm nay tựa hồ có chút bất đồng với trước đây, yên lặng đứng ở trong góc với cô ta. Trần Tuyết nói, ông nội, cháu phải đi rồi. Trần Sùng Sơn hơi ngẩn ra, y nhìn cháu gái, nói khẽ, bởi vì Trương Dương ư. Trần Tuyết nói, ông còn nhớ chuyện xảy ra khi cháu 12 tuổi hay không? Hai hàng lông mi rậm của Trần Sùng Sơn nhăn lại, ông ta sao không nhớ rõ, khi Trần Tuyết 12 tuổi, từng đột nhiên bị bệnh nặng, sau trận bệnh đó, tiểu nha đầu vốn hoạt bát tinh nghịch đột nhiên trở nên hướng nổi, lúc ấy ai cũng bảo đứa nhỏ này chúng ta. Mẹ của cô ta, Cảnh Tú Cúc vì thế còn đặc biệt tới giúp cô ta tìm một bà cốt khám bệnh. Trần Tuyết nói, cháu lúc ấy từng nói với ông, cháu không phải Trần Tuyết. Trần Sùng Sơn gật đầu, ông nói với cháu, bất kể cháu là ai, cháu cũng vẫn là cháu gái của ông. Mặt Trần Tuyết lộ ra nụ cười, ông nội, cháu vĩnh viễn nhớ những lời này của ông. Phía sau truyền đến tiếng khóc, là Trương Dương sau khi được đóng băng đang được vận ra. Trần Tuyết nói, cháu phải đi rồi. Có lẽ sau này không về nữa. Trần Sùng Sơn mấp máy môi, cháu lớn rồi, cháu hoàn toàn có thể tự quyết định tương lai của cháu, ông nội tin cháu nhất định có thể chiếu cố tốt cho bản thân. Trần Tuyết đi tới, nhẹ nhàng ôm ông nội, Trần Sùng Sơn vỗ vỗ vai của cô ta,
nói khẽ, bất kể đi đến đâu, cũng đừng quên núi Thanh Đài, đừng quên nơi đó còn có một ông già luôn nhớ cháu. Trương Dương thân thể sau khi bị đóng băng thì được vận vào máy bay tư nhân của Sở Yên Nhiên, mục đích của cô ta là Thần Miếu Đảo, lần này lên máy bay tới Thần Miếu Đảo còn có Kiều Mộng Việt, An Ngữ Thần, Thường Hải Tâm, Hồ Nhân Như Tả Hiểu Tình, Hải Lan, Hà Hâm Nhan, Trần Tuyết còn có Cố Dưỡng Dưỡng đặc biệt nghe tin chạy tới, có điều đa số người đều không ngờ lên máy bay đi cùng còn có Văn Linh. Điều này khiến cho Sở Yên Nhiên ít nhiều có chút bất ngờ. Bên trong bọn họ phần lớn đều biết Trương Dương và hắn chị gái nuôi này ít nhiều có chút thù hằn, Văn Linh lần này sao lại muốn tới tiễn Trương Dương. Trần Tuyết chỉ nói chuyện cứu chị Trương Dương cho Sở Yên Nhiên, cô ta lén giải thích tính tất yêu cần Văn Linh đi cùng. Tới Thần Miếu Đảo vốn nên là một việc thoải mái, nhưng là vì bi kịch của Trương Dương, khiến trên mặt chúng nữ phần lớn là buồn bã, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ít nhất biểu hiện của Văn Linh vẫn dương dương tự đắc. Cô ta vừa nghe nhạc vừa thưởng thức biển mây xinh đẹp ngoài cửa sổ máy bay, thoạt nhìn tựa hồ tâm tình rất tốt. Cố Dưỡng Dưỡng ngồi cùng một chỗ với cô ta khóc tới hai mắt sưng tới, lạnh lùng nhìn Văn Linh nói, có thể thu hồi nụ cười trên mặt cô không, sự khoái hoạt của cô chẳng lẽ nhất định phải thành lập trên nỗi đau khổ của người khác ư? Văn Linh lạnh lùng cười nói, thật ra trên thế giới này khoái hoạt của đa số người đều là thành lập trên đau khổ của người khác. Tôi vui vẻ khoái hoạt không phải bởi vì Trương Dương mà là vì tâm tình của tôi quả thực rất tốt, chẳng lẽ cô không cảm thấy biển mây bên ngoài rất đẹp ư? Bình thường rất khó có cơ hội nhìn thấy cảnh sắc đẹp như vậy. Cố Dưỡng Dưỡng nói, tôi không có tâm tình đó. Văn Linh nói, đó là bởi vì cô chưa bao giờ kinh lịch qua sinh tử, nếu như cô thực sự kinh lịch qua sinh tử rồi, cô sẽ có cái nhìn hoàn toàn bất đồng với sinh mệnh. Cố Dưỡng Dưỡng chỉ cảm thấy cô ta nói những lời rất đáng ghét. Dứt khoát không để ý tới cô ta nữa. Sau khi trải qua 10 tiếng đồng hồ phi hành, máy bay đáp xuống sân bay mới xây của Thần Miếu Đảo, trước bọn họ đã có một máy bay tư nhân hạ cánh ở đây, đó là máy bay của Kim Mẫn Nhi, đến đây đưa tiễn Trương Dương, tính ra thì tới trước cô ta còn có Tần Thanh và Cha Vi. Chỉ cần hồng nhan tri kỷ của Trương Dương đã có 13 vị, đương nhiên vẫn chưa tính Nguyên Hòa Hạnh Tử đã bị công khai tuyên bố tử vong, và Lệ Phù và Tang Bối Bối đang bận tra tìm hung thủ. Còn có Liễu Đan Thần không biết tung tích. Trương đại quan nhân nếu như hiện tại có ý thức, biết an nguy của mình đã tác động tới phương tâm của 17 hồng nhan chi kỷ, không biết sẽ đắc ý như thế nào. Sau khi an trí thân thể được đóng băng của Trương Dương, Sở Yên Nhiên gọi mọi người vào, đương nhiên là cố ý bài trừ Văn Linh ra ngoài, Văn Linh cũng không có ý tham gia thương thảo với họ, vì vẻ một mình thưởng thức cảnh biển tươi đẹp của Thần Miếu Đảo. Bên trong chúng nữ, bình tĩnh nhất phải kể tới Tần Thanh, Kiều Mộng Viện và Sở Yên Nhiên. Tỉnh táo nhất thì đương nhiên là Trần Tuyết. Sở Yên Nhiên nói, bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, trong mắt người ngoài, Trương Dương chết. Tôi đóng băng thân thể của anh ấy, chính giữ cho mọi người một tia hy vọng, bảo tồn một lần cơ hội tái sinh cho Trương Dương. Hà Hâm Nhan Dương Dương nói, nhưng cô có nghĩ tới hay không, y khoa hiện tại căn bản không thể chữa khỏi cho anh ấy, cũng không thể bảo đảm anh ấy có thể hoàn toàn sống lại. Tần Thanh nói, tương lai sẽ như thế nào làm sao biết được, nhưng tôi tin Trương Dương, thể chất của anh ấy khác với người thường, tôi tin anh ấy rồi sẽ có một ngày có thể trở về. Sở Yên Nhiên nhìn thoáng qua Trần Tuyết. Trần Tuyết từ trong túi lấy ra khối bản dập đó, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị khối bản dập đó hấp dẫn, Trần Tuyết nói, khối bản dập này tên là Nghịch Chuyển Càn Khôn, trước đây tôi vẫn cho rằng bên trên lưu lại một môn võ công bí mật, nhưng cô tới gần đây. Tôi và Trương Dương mới phát hiện, bí mật chân chính bên trên đây lại là nghịch chuyển thời không. Mọi người nhìn nhau, rất ít người tin điều này, phần lớn đều Trần Tuyết bởi vì chuyện của Trương Dương mà bị kích thích quá lớn, đầu óc hỗn loạn rồi. Trần Tuyết nói, tôi biết không thể giải thích được rõ cho mọi người, nhưng tôi biết làm thế nào mới có thể giải cứu được Trương Dương, cứu tỉnh hắn khỏi loại trạng thái này, cho nên tôi muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Sở Yên Nhiên nói, bên trong các cô có phải có người từng nghe Trương Dương nói anh ấy là người cổ đại từ triều đại tùy vượt thời không mà tới hay không? Tần Thanh gật đầu trước tiên, anh ấy quả thực từng nói như vậy. Kiều Mộng Viện, Hồ Nhân Như cũng gật đầu theo. Sở Yên Nhiên nói, anh ấy cũng từng nói vậy với tôi lúc ấy còn tưởng rằng tên hỗn đản này chỉ là lấy cớ vì thói hoa tâm của mình, nhưng hiện tại tôi bỗng nhiên minh bạch, tất cả những điều này có thể đều là thật. Kiều Mộng Viện nói, Trần Tuyết. Tôi không rõ cô nói lay tỉnh anh ấy là có ý gì. Chẳng lẽ các cô có thể thông qua khối bản dập này để xuyên qua thời không ư? Trần Tuyết nói, khối bản dập này có lẽ không thể xuyên qua thời không, nhưng bên trên có ghi lại một số bí mật,
tôi tuy rằng đọc hiểu được một chút, nhưng vẫn cần một người khác đến giải đáp. Cố Dưỡng Dưỡng nói, Văn Linh. Trần Tuyết gật đầu, không sai. Kim Mẫn Nhi nói, Văn Linh và Trương Dương vốn có cửu oán, lúc trước khi ở Nam Triều Tiên bọn họ đánh nhau tới thiên hôn địa ám, cô làm sao dám bảo đảm, cô ta sẽ không nhân cơ hội ra hại Trương Dương. Trần Tuyết nói, võ công của cô ta đã sớm bị Trương Dương phế bỏ rồi, cho dù là có lòng muốn ra hại Trương Dương thì cô ta cũng không có năng lực đó. Bên trong mọi người có không ít người nghe mà như đi vào sương mù, Cha Vi chính là như vậy, cô ta cảm thấy những lời mà mấy người này nói cứ như phim khoa học viễn tưởng. Tả Hiểu Tình cũng liên tục lắc đầu, cái này hình như không có một chút đạo lý khoa học nào cả. Trần Tuyết nói, tóm lại các cô hãy tin tôi sẽ không gây thương tổn cho Trương Dương, đối với hắn mà nói thì cũng chỉ có một cơ hội này thôi. Sở Yên Nhiên và Tần Thanh lặng lẽ trao đổi ý kiến. Sở Yên Nhiên nói, tôi biết Trương Dương ở trong lòng mọi người đều có địa vị không thể thay thế, cho nên mọi người chúng ta vẫn nên giơ tay biểu quyết, nếu như một nửa thông qua thì sẽ giao tương lai của Trương Dương cho Trần Tuyết. Sau khi cô ta nói xong thì giơ tay đầu tiên, tôi không muốn khi anh ấy tỉnh lại thì tôi đã trở thành một bà già tóc trắng. Tần Thanh cũng giơ tay lên theo, sau đó là Hồ Nhân Như, Kiều Mộng Viện, đến cuối cùng trừ Trần Tuyết không cần biểu quyết ra, chỉ có Kim Mẫn Nhi là không giơ tay. Nhưng ý kiến của cô ta không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Trần Tuyết nói khẽ, ngày mai chính là 15, là đêm trăng tròn, chính là lúc chúng ta bắt đầu. Trần Tuyết đi trên bờ cát trắng phao của thần miếu đảo, ánh mặt trời hắt bóng cây lên trên bờ cát, biển lớn xanh thẳm, tinh thuần giống như ngọc bích, gió biển thổi phất phơ, sóng nhấp nhô, trên mặt biển lóe ra một mảng kim quang mê người, Trần Tuyết hít sâu ột hơi không khí trong lành. Cô ta ý thức được có người đang đến gần mình. Không quay lại mà lạnh lùng nói, cô theo tôi lâu rồi nhỉ? Kim Mẫn Nhi nói, có thể cho tôi một lý do thuyết phục không? Trần Tuyết xoay người nhìn Kim Mẫn Nhi, ánh mắt dừng lại trên mặt cô ta hồi lâu rồi nói khẽ, bộ dạng của cô rất giống một bằng hữu của tôi. Kim Mẫn Nhi nói, tôi đã nghe hắn nói rồi. Trần Tuyết nói, trời cao luôn làm ra một số chuyện khiến cho người ta không ngờ. Kim Mẫn Nhi nói, cô sao khẳng định Trương Dương là từ cổ đại vượt thời gian tới? Trần Tuyết nói, nếu như tôi nói tôi là người quen hắn sớm nhất, hắn có tin hay không? Trên mặt Kim Mẫn Nhi tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cô nói gì? Chương 2574, đêm trăng tròn 4. Trần Tuyết nói, bộ dạng của cô tuy rằng giống Xuân Tuyết Tình như đúc, nhưng cô không phải là cô ta. Kim Mẫn Nhi cắn cắn môi, thật ra trong lòng tôi cũng rất muốn trông thấy Xuân Tuyết Tình này. Trần Tuyết nói, nhất định có cơ hội. Kim Mẫn Nhi thở dài, tôi nghe Trương Dương nói, cô ta đã chết, không sai, người ta nếu có linh hồn thì sau này có thể gặp lại. Trần Tuyết nói, tôi biết, phương pháp tôi nói ở trong mắt rất nhiều người giống như là nói nhảm, nhưng nếu không nắm chặt thời gian để lay tỉnh Trương Dương, bỏ lỡ thời cơ hiện tại, chỉ sợ sau này khi hắn tỉnh lại thì vật tự nhân phi rồi. Kim Mẫn Nhi nói, thật ra ép không cần giải thích với tôi, mọi người nếu đều đồng ý thì tôi cũng sẽ không kiên trì ý kiến của mình. Cô ta tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm Trần Tuyết, cô sao biết rõ tất cả như vậy? Chẳng lẽ cô và Trương Dương đều tới từ cùng một nơi? Ánh mắt Trần Tuyết một lần nữa hướng về phía mặt biển, nói khẽ tôi nói rồi, cô nhất định có cơ hội gặp cô ta. Mắt đẹp của Kim Mẫn Nhi tròn xoe, trong đó tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cô chính là Xuân Tuyết Tình. Người có thăng trầm, trăng có lúc tròn lúc khuyết, tối ngày ười lăm, trăng từ mặt biển nhô lên, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Sở Yên Nhiên sai người đẩy nhanh tốc độ đào ra một cái hố sâu, đặt bản dập ở trung tâm, bốn phía hố sâu thì đặt 8 tấm kính lõm thật lớn, kính lõm hội tụ ánh trăng lại, tập trung trên cái kính lõm đáy ở trung tâm. Ánh trăng xua khi tụ tập thì chiếu xuống vị trí trung tâm. Hòm đựng Trương Dương đặt ở bên trong hố sâu, bản dập đó đặt trên hòm. Trần Tuyết và Văn Linh chậm rãi bước xuống bậc thang thông tới hố sâu. Sở Yên Nhiên, Tần Thanh, Kiều Mộng Viện, Kim Mẫn Nhi, Tả Hiểu Tình, Hồ Nhân Như, Hà Hâm Nhan, Hải Lan, Cố Dưỡng Dưỡng, An Ngữ Thần, Cha Vi, Thường Hải Tâm, tuy rằng trước đó tất cả đã ước định không khóc. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này thì đã bắt đầu không nhịn được mà lặng lẽ rơi lệ. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy Trương Dương. Họ nắm tay nhau, an ủi đối phương, ép mình không khóc thành tiếng. Trần Tuyết và Văn Linh đứng trái phải cái hòm, Văn Linh nói với Trần Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Trần Tuyết bỗng nhiên nói, tôi còn có vấn đề. Văn Linh gật đầu nói, hiện tại hỏi vẫn còn kịp. Võ công của cô đã bị phế hoàn toàn hay không? Trả cái giá lớn như vậy chẳng lẽ chỉ để trở về?
Văn Linh nói, lá rụng về cội, chỉ cần tôi còn một hơi thở thì sẽ không từ bỏ ý định này. Cô ta kéo tấm vải đỏ trên bản dập xuống, ánh trăng chiếu lên bản dập, Trần Tuyết tiềm vận nội lực, bàn tay của cô ta dưới sự thúc giục của công lực dần dần trở nên trong suốt. Cho tới lúc hoàn toàn trở thành trong suốt rồi, cô ta vươn tay ra, bàn tay che khuất ánh trăng, ngăn cách giữa ánh trăng và bản dập. Một màn kỳ dị xuất hiện, trên bản dập xuất hiện từng văn tự màu vàng, theo thời gian trôi qua, văn tự này giống như trôi nổi trong nước gợn, văn tự tách ra, chậm rãi xoay tròn dọc theo cột sáng. Các cô gái ở phía trên quan sát nhìn thấy một màn trước mắt thì cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Văn tự trong cột sáng không ngừng xoay tròn, phạm vi cột sáng cũng đang không ngừng mở rộng. Toàn bộ hố sâu tất cả đều bị ánh sáng màu trắng xâm chiếm, ký tự màu vàng trong đó nhanh chóng huyễn, động hào quang càng lúc càng thịnh, đẹp mắt đến cực điểm, khiến các cô gái đang đứng xem không mở nổi mắt. Đột nhiên một tiếng nổ truyền đến, một đạo cột sáng màu trắng phóng lên cao, khiến cho cái kính phía trên vỡ tan, cột sáng hướng thẳng lên trời, kim quang trong cột sáng màu lam lờ mờ di động. Ánh sáng từ hòm thủy tinh chiếu vào người Trương Dương. Trần Tuyết nhìn thấy bàn tay mình tựa hồ dung nhập vào bên trong hào quang, sau đó là cánh tay mình, tiếp theo thì lan tới tứ chi của cô ta, Văn Linh cũng như Trần Tuyết, áp lực cô ta phải chịu so với Trần Tuyết còn nhiều hơn, cả người giống như bị xé rách từng tấc, cảm thấy người mình nhẹ bẫng, hoàn toàn không chịu lực hấp dẫn của trái đất, chậm rãi bay lên theo chùm tia sáng. Trương Đại Quan Nhân giống như đã trải qua một giấc mơ dài, hắn mơ thấy mình bị liệt hỏa vây quanh, thân thể bị cháy thành tro. Sau đó lại ở trong mưa ngưng kết thành hình, tiếp theo lại bị người ta ném tới một vết nứt lạnh như băng, bị cái rét và cô độc tra tấn, đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, cường quang khiến thân thể hắn tan thành mây khói, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy ánh dương mãnh liệt, hắn không khỏi kinh hô một tiếng rồi mở mắt. Trán và lưng hắn đầy mồ hôi lạnh, Trương Dương vươn tay ra lau mồ hôi trên trán mình, kinh hô, hạnh tử. Hắn lúc này mới nhìn rõ trên người mình không ngờ mặc một bộ trường bào. Lại nhìn bốn phía, mình rõ ràng đang ở bên trong một chiếc xe ngựa xa hoa, bên ngoài truyền đến một âm thanh the thé, thái y có gì phân phó. Trương Đại Quan Nhân dùng sức vỗ đầu, con mẹ nó, không phải là đang nằm mơ chứ? Mình sao lại đột nhiên trở về? Một màn này rõ ràng đã từng phát sinh rồi, chính là tình cảnh hắn tới tùy cung đỡ đẻ cho Lan Quý Phi, thời gian không ngờ quay trở lại. Trương Dương ra sức véo đùi, đau đớn khiến hắn ý thức được mình quả thực không nằm mơ. Căn bản chính là ở bên trong hiện thực, tất cả chung quanh là thực sự phát sinh. Xe ngựa từ cửa hông tùy cung tùy mà vào, rất nhanh liền tới chỗ xuống ngựa, âm thanh the thé lại vang lên, Trương Thái Y, mời xuống xe. Bên ngoài đã có người vén rèm, Trương Đại Quan Nhân ép mình phải tỉnh táo lại, khi hắn ra khỏi xe, một thái giám mặc áo xám khom người quỳ trên mặt đất, làm chỗ đặt chân cho hắn. Trương Đại Quan Nhân biết đây là Tùy Dương Đế có việc cầu mình, cho nên mới lễ ngộ với mình như vậy. Hắn nhấc chân phải lên, nhìn thấy giày đế trắng, rất cẩn thận dẫm lên lưng tên thái giám một cước rồi mới bước xuống. Bên ngoài là một thế giới trắng, tuyết vẫn đang không dứt rơi xuống, Trương Đại Quan Nhân dẫm trên tuyết, bỗng nhiên nhớ tới Sở Yên Nhiên, nhớ tới Tần Thanh, nhớ tới hồng nhan tri kỷ của hắn ở những năm 90, mắt hắn đột nhiên đỏ lên, hắn không biết vì sao lại phát sinh loại tình huống này, chẳng lẽ tất cả đều có liên quan tới vụ nổ ngày đó ư? Bởi vì 11 quả bom với uy lực vô cùng cùng nổ. Không ngờ nổ cho hắn quay về thời không trước đây. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Sẽ là hắn đỡ đẻ cho Lan Quý Phi, rồi sau đó Tùy Dương Đế lấy oán trả ơn, bắn chết mình ở ngoài ngõ môn. Trương Đại Quan Nhân thầm hít một hơi lạnh. Lão thái giám cung kính tới bên cạnh hắn, thấp giọng thúc giục, thái y mau lên, bệ hạ không chờ được nữa rồi, nếu làm chậm trễ chuyện của Quý Phi, chỉ sợ sẽ trách tội xuống đấy. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói ta không phải là thái y gì cả. Hiện tại không phải, nhưng sớm muộn gì cũng phải, ngài chỉ cần cứu được Quý Phi nương nương, đừng nói là sắc phong thái y, tăng quan tiến chức còn không phải ư. Trương Dương dưới sự dẫn dắt của lão thái giám dọc theo con đường bước đi, cứ cách 10 bước lại có thể nhìn thấy hai thị vệ đứng gác, từ tần suất hô hấp của đối phương, Trương Dương đã phán đoán ra, đám người này tất cả là võ sĩ cao thủ bên cạnh Tùy Dương Đế. Từng mảng tuyết rơi xuống trên người Trương Dương. Rơi xuống mặt hắn rồi rất nhanh liền hóa thành giọt nước mưa trong suốt, Trương Dương trở lại thế giới quen thuộc này, chẳng những không có cảm giác thân thiết, ngược lại cảm thấy trong lòng mình, trống rỗng về tới thế giới của mình, lại mất đi toàn bộ, cảm giác chua xót khôn kể bao phủ trong lòng hắn. Lão thái giám không nhịn được lại thúc giục, thái y nhanh lên, chuyện của Quý Phi không chậm trễ được nữa.
bên tai có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau khổ của nữ nhân. Ý thức của Trương Dương cuối cùng cũng quay trở về hiện thực, hắn chậm rãi điều chỉnh nội tức, phát hiện nội lực trong cơ thể mình dư thừa vô cùng, cho dù là đối mặt với tường đồng vách sắt của tùy cung, hắn cũng nhất định có cơ hội xung phong liều chết ra ngoài. Nhưng mà hắn không đi ngay, tiếp tục theo lão thái giám vào cửa cung, nơi này chính là chỗ ở của Lan Quý Phi. Sau khi vào cửa cung, phát hiện hơn 10 cung nữ và thái giám đang bận trước bận sau, nam tử đang bất an đi đi lại lại dưới hành lang chắc hẳn chính là Tùy Dương đế Dương Quảng. Bộ dạng của thằng cha này cũng được coi là tuấn tú lịch sự, phong độ phiên phiên, nhưng đáng tiếc khuôn mặt rõ ràng là tử sắc quá độ. Trương đại quan nhân nhìn thấy Dương đế thì không hề tới quỳ lạy, có lẽ là Tùy Dương đế đang quá mức nóng ruột, cũng không có ý trách tội hắn, bước nhanh tới trước mặt Trương Dương, tóm tay hắn nói. Mau, nhanh đi cứu ái phi của trẫm. Chỉ cần ngươi cứu sống được mẹ con ái phi, trẫm nhất định sẽ ban thưởng thật hậu. Trương đại quan nhân nếu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì khẳng định sẽ bị cẩu hoàng đế này lừa, lúc này trong lòng lại chỉ nghĩ tới một câu thưởng cái con mẹ mày. Trương đại quan nhân cũng không nói nhiều với Tùy Dương đế, tuy rằng tên trước mắt không phải thứ tốt lành gì, mình giết hắn cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay, nhưng Trương đại quan nhân dù sao cũng là đã người kiến thức những trường hợp lớn ở thế kỷ 20. Biết hiệu ứng con bướm rốt cuộc là sao, cái thứ lịch sử này cũng không phải là tùy tiện liền có thể sửa, giết cẩu hoàng đế này thì không sao, nhưng thật sự hoàn toàn thay đổi quỹ tích nhân sinh của mình thì hắn đi tìm ai bắt đền đây. Chương 2575, Tam sinh tam thế 1. Trương đại quan nhân gật đầu với Tùy Dương đế Dương Quảng, không nói gì đi vào. Tùy Dương đế nhìn bóng dáng của hắn, nói với lão thái giám, hắn là cái gì vậy? Không ngờ chỉ gật đầu với ta. Một chút tôn ti cũng không có. Lão thái giám khom người nói, bệ hạ, chắc là vì vội đỡ đẻ cho quý phi, cho nên lơ là lễ tiết quân thần. Hắn cũng là nói đi đao đế ích cho Trương Dương. Bên trong hai mắt Tùy Dương đế hiện lên một tia sát khí âm lãnh. Trương đại quan nhân đi vào cung thất, tiếng kêu thảm thiết sau, trở nên càng rõ ràng hơn. Bà đỡ tay dính đầy máu chạy, nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt sợ hãi, lập tức biến thành kinh hỉ Trương. Trương đại thần y, ngài cuối cùng cũng tới rồi. Trương Nhất Trâm ở thời đại Tùy khá là nổi danh, trong cung ngoài cung đại danh của hắn không có ai không biết, không có ai không nghe. Trương đại quan nhân cười nói, hà bà đừng lo, có tôi rồi. Hắn rất tự nhiên gọi họ của bà đỡ, cảm giác quen thuộc ngày xưa trong nhảy mắt sộc lên, Trương đại quan nhân lại không hề bởi vì loại cảm giác này mà cảm thấy ấm áp, mà sinh ra một loại chua xót khôn kể. Trương đại quan nhân thu liếm tâm thần, loại trừ hết tạp niệm trong đầu, cung nữ đứng ở phía trước phiên màn, Trương đại quan nhân trong lòng minh bạch đi vào tấm màn che này rồi, tuy rằng là đi cứu người, nhưng trên thực tế lại triệt để đắc tội với tên Tùy Dương đế ngu ngốc vô đạo, chẳng những nhìn rồi, hơn nữa còn sờ nữ nhân của hắn, hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ, mình lúc trước sao không có có giác ngộ như vậy nhỉ? Không ngờ còn tưởng rằng mình cứu được tính mạng của hai mẹ con Lan Quý Phi, Tùy Dương đế sẽ phong thưởng cho mình. Xem ra lịch lãm nhân sinh ở thế kỷ 20 không uổng phí, trí cảnh giác của mình đã đề cao hơn rất nhiều. Trương đại quan nhân lặng lẽ quan sát hoàn cảnh chung quanh, hắn phải nghĩ trước đường lui. Mấy cung nữ tất cả đang bận rộn vây quanh ở giường. Trương đại quan nhân tới trước giường, trước tiên nhìn thấy hai cái đùi trắng của Lan Quý Phi đang dạng ra, vải bông chắn ở phía trước đã nhiễm không ít vết máu. Ánh mắt Trương đại quan nhân trước tiên dừng ở trên mặt Lan Quý Phi, tóc Lan Quý Phi rối tung. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, môi tái nhợt không có chút máu. Ánh mắt của cô ta nhìn thấy Trương Dương, môi rung rung, Trương Dương đi tới, không hề nóng lòng đỡ đẻ cho cô ta, ngược lại trước tiên đặt tay lên mạch môn của cô ta, cảm thấy mạch môn của Lan Quý Phi như có như không, loại mạch tượng này đối với cô ta mà nói thì cực kỳ quen thuộc, hắn trước đây đã từng thấy trên người Văn Linh. Trương Dương dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, Kim Văn Linh, cô nghĩ cho rõ đây, thân phận thực sự của cô Dương Quảng đã biết rồi. Tôi cho dù cứu cô thì cô vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lan Quý Phi lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói gì. Trương Dương tiếp tục nói, sau khi tôi cứu cô, hy vọng cô tự giải quyết cho tốt, dẫn hài tử của cô chạy đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy cung nữ kinh hỉ nói, sinh ra rồi, sinh ra rồi. Bà đỡ từ giữa hai chân Lan Quý Phi đỡ đứa con mới sinh ra, kinh hỉ nói, ông trời có mắt, là tiểu hoàng tử, mẹ con bình an. Hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Trương đại quan nhân trong nhất thời ngây ra đó, tao ích. Trước đây rõ ràng không phải như vậy mà, thế này là sao, con mẹ nó là thế đéo nào.
Cô ta rõ ràng là khó sanh, cần mình ra tay mới có thể cứu được. Lan Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, bên kia bà đỡ đang cắt cuống rốn, tát vào mông đứa bé một cái, tiếng khóc của đứa bé lập tức vang lên trong cung. Giọng nói vô cùng vui sướng của Dương Quảng từ bên ngoài truyền đến, sinh rồi, sinh rồi. Ái Phi thế nào rồi, Ái Phi thế nào rồi? Trương đại quan nhân ngơ ngác nhìn Lan Quý Phi, liền thấy khóe môi Lan Quý Phi dần hiện ra một nụ cười lạnh sâu xa khó hiểu, nói khẽ, đứa nhỏ này của tôi có dễ thương không, tôi tặng nó cho anh nhé. Trương Dương không khỏi ngẩn ra, không biết những lời này của Lan Quý Phi rốt cuộc có ý gì. Lan Quý Phi ôm lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng lắc lư, hôn một cái lên đôi môi bé nhỏ, nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó, trong hai mắt lộ ra hào quang từ ái trước giờ chưa từng có. Có cung nữ ôm đứa bé đi ra ngoài, nghe thấy tiếng cười to vui vẻ đến cực điểm của Dương Quảng. Môi Lan Quý Phi khẽ mở, cũng dùng truyền âm nhập mật nói với Trương Dương, anh quan tâm tới anh thì tốt hơn đó, Bồ Tát đất qua sông, bản thân cũng khó bảo toàn. Trương đại quan nhân từ trong hai mắt của cô ta nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, ánh mắt này hắn từng thấy ở Văn Linh. Trương Dương ra sức lắc đầu, thối lui về phía sau, ra bên ngoài. Lại nghe thấy Tùy Dương đế vui vẻ cười to, thần y Trương Nhất Trâm quả nhiên danh bất hư truyền, người đâu, ban thưởng rượu. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, ban thưởng cái con mẹ mày. Thằng chó mày lại muốn hại tao đây hả? Nhưng thời này nó khác, hoàng đế ban thưởng rượu, anh không phải muốn cự tuyệt thì có thể cự tuyệt. Trương đại quan nhân nhướng mày nảy ra ý hay, hắn cung kính nói với Tùy Dương đế, bệ hạ, quý phi nương nương tuy rằng mẹ con bình an, nhưng tiểu hoàng tử này vốn sinh ra đã yếu, xin để thảo dân bắt mạch cho nó. Muốn lão tử uống rượu độc à, không dễ dàng đâu. Tùy Dương đế không biết là kế, đưa đứa nhỏ cho Trương Dương. Trương đại quan nhân ôm lấy đứa bé, bỗng nhiên vung tay lên, bốp bốp, liên tục hai cái, tát vào cái miệng rộng của Tùy Dương đế, đánh cho Tùy Dương đế mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, ngã bịch xuống đất, kim qua đang cũng sộc sạch, long bào trên người cũng ộ uế, thằng ôn này đâu ngờ lại có người dám xúc phạm tới thiên uy của hắn, vừa rồi còn muốn ban cho Trương Nhất Trâm một ly rượu độc, con mẹ nó, nữ nhân của lão tử mày cũng dám sờ. Chẳng ai ngờ được vị trương đại quan nhân này chẳng những dám sờ nữ nhân của hắn, còn dám tát hắn, chẳng những dám tát hắn, còn dám cướp con trai của hắn. Con mẹ nó, lão tử hảo tâm cứu vợ và con trai mày, thằng chó mày không ngờ lại lấy oán trả ơn, đúng là đáng đánh. Tùy Dương đế Dương Quảng còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy thì trương đại quan nhân đã như tia chớp lao ra cửa. Lão thái giám cũng là một cao thủ nội gia. Nhìn thấy Trương Dương ôm đứa nhỏ từ bên trong lao ra thì xông lên vỗ một chưởng về phía Trương Dương, thân thể Trương đại quan nhân nhảy lên mấy trượng, tránh một chưởng của lão thái giám, khi rơi xuống đất thì đã ở ngoài tường cung. Động tĩnh bên trong đã kinh động tới thị vệ bên ngoài, nhìn thấy một người bay vọt ra, thị vệ đều lắp cung bắn tên, mũi chân Trương đại quan nhân nhẹ nhàng điểm lên tuyết, thân như hồng nhạn, lại bay lên, động tác mau lẹ hạ xuống phía trước xe ngựa mà lúc trước hắn ngồi tới. Một quyền đánh ngã mã phu, cướp lấy xe ngựa, rồi giục ngựa lao ra khỏi cung. Phía sau mưa tên vù vù bắn tới, nghe thấy có người hô to, đừng bắn. Tiểu hoàng tử ở trong tay hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 253.